thương triều tông không nói gì, ngươi nói vậy khác quái gì không nói, y cười khổ, hiện giờ quả thực là không có tiền. Nếu lấy ra được, làm sao phải khó khăn như thế? Như hữu đạo kinh ngạc, đường đường một quận vương, thủ hạ tốt xấu gì cũng có mấy trăm nhân mã, há lại bị 10 vạn kim tệ làm khó. Chẳng lẽ số nhân mã này không phải tiền sao? Thương Triều Tông giờ khóc giờ cười, ta làm sao kéo người kéo ngựa ra ngoài bán được chứ? Như hữu đạo thở dài, người không thể bán, nhưng ngựa có thể mà số ngựa này, bán một nửa, gom bừa lại thế nào cũng phải hơn 10.000 kim tệ chứ. Hắn ta nói thật, giờ là thời chiến loạn, ngựa là thứ tài nguyên cực kỳ quý giá, đặc biệt là chiến mã, giá tiền không thấp. Thương Triều Tông không nói được gì, rất muốn hỏi hắn ta xem rốt cuộc hắn ta đang có ý đồ xấu gì. Chiến mã là tính mạng thứ hai của kỵ binh mà, bán chiến mã đi rồi, bảo mọi người đến huyện Thương Mô thế nào. Đồ quân nhu thì sao? Binh sĩ tự gánh chắc, hay lại quay lại tìm phượng lăng ba mượn ngừa y cao mày hỏi bán chiến mã không thích hợp đi nghiêu hữu đạo lường y đường hoàng gia dáng nói ai bảo ngài bán thật chỉ bắn tin thôi nói rằng phượng lăng ba chê lễ để thân ít quá vương ra ngài muốn bán chiến mã để bù vào sau đó ngài dắt chiến mã linh lợi ra ngoài không phải mọi chuyện được giải quyết rồi sao lam nhược đình cùng thương thục thanh nghe ra dụng ý của hắn ta hai mắt sáng rực hắn ta muốn khiến cho phượng lăng ba không ngẩng đầu lên được đây mà Phượng Lăng Ba nghe được tin này nhất định sẽ phái người tới ngăn cản họ bán ngựa, đương nhiên cũng sẽ không bức họ trả nợ. Đạo gia cao kiến, làm Nhược Đình vui vẻ phục tùng chắp tay, dưới lượt phải lụa, thương thuộc thanh nhuển cười xinh đẹp, hai mắt nhìn như hữu đạo sáng lấp lánh. Lần này tuy chỉ là một việc nhỏ, nhưng tận mắt chứng kiến hắn ta hóa giải thủ đoạn của đối phương một cách nhẹ như không, cũng đủ để thấy được phần nào, khiến cho nàng lại một lần nữa cảm nhận được sâu sắc câu nói lúc trước của Viên Cương, ý thức được quả thực huynh muội họ gặp được cao nhân rồi. Thương Triều Tông cũng hiểu ý, đương nhiên Phượng Lăng Ba sẽ không để cho mình phải mang cái ác danh lòng tham không đáy trong lòng bách tính, nhưng vẫn được lo mất, Phượng Lăng Ba không ngốc, chuyện rõ ràng như thế, làm sao không nhìn ra được dụng ý của chúng ta. Làm vậy, chẳng phải chúng ta sẽ khiến người ta coi thường sao. Như Hữu đạo lắc đầu, làm vậy không hại ai, chút mặt mũi thôi, tính là gì. Lẽ nào chút mặt mũi này vương ra cũng không ném nổi sao? Hay là, vương gia rất để ý phượng nhược nam muốn kết hôn với nàng quá mà căng thẳng sao câu hỏi cuối rõ ràng là trêu chọc mà thương triều tông nào có để ý tới phượng nhược nam nhưng đúng là có vài phần căng thẳng bị hỏi chúng hơi lúng túng nghiêu hữu đạo cười ha ha chắp tay không cần nhiều lời nữa đã nói tới mức này rồi làm hay không làm là ở người ta hắn ta xoay người đi tới cuối vườn hôm qua còn chưa thăm thú kỹ lâm viên này chờ một chút viên cương bước nhanh tới sau lưng hắn ta đi theo nhắc đạo gia người đã đi rồi, xem động tính hẳn là làm theo lời ngươi. Như hữu đạo dừng chân bên một hồ nước hình vuông, chắp tay từ tốn nói, việc hôn nhân thành công coi như có thể trừ được cái hậu hoạn thượng thanh tông, dù không đổ, họ cũng sẽ không nhàn dỗi mà đối phó với ta được. Chuyện của thượng thanh tông coi như qua được rồi, tiếp theo là tống gia, thực lực hơn xa chúng ta, khá vướng tay vướng chân. Viên cương im lặng, thầm thỏa dài, thì ra đạo gia đã có tâm diệt trừ hậu hoạn từ thượng thanh tông từ lâu xem ra quả thực hắn ta chẳng có tình cảm gì với đường nhi kia, căn bản chẳng quan tâm nàng ta sống hay chết. Không phải chứ, mới hôm qua ta còn tận mắt thấy mà, một đoàn xe lễ để thân thật dài đó. Vẫn còn chê ít sao, Phượng Nhược Nam Tướng Quân là người nào, há có thể dễ dàng gả ra ngoài, có điều, bước một quận vương đến độ phải bán cả chiến mã đi, thái thú đại nhân há miệng to thật. Trên đường xá quận thành, một đám thân vệ chậm rãi dắt ngựa đi, người qua đường hai bên chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận sôi nổi. Trong phủ thái thú, Phượng Lăng Ba đang ngồi trong đình nói chuyện với Bành Ngọc Lan chờ Thương Triều Tông đến bái kiến, quản gia thọ niên vội vàng chạy đến, đi vào bẩm báo tình hình bên ngoài. Phượng Lăng Ba quay đầu lại, trừng mắt với lão, bán chiến mã để bù vào lễ để thân. Bản vương muốn y bù lễ từ khi nào? Thọ niên khẽ đáp, có lẽ là chuyện 10.000 kim tệ kia. Phượng Lăng Ba xa sầm mặt, trầm giọng nói, trả nợ thì nói là trả nợ, kéo tới lễ để thân làm gì? Cơ mặt Bành Ngọc Lan cũng căng lên, hiểu ra, cắn răng nói, một đám tiểu nhân. Muốn quyệt nợ đây mà, chương 82, nghịch đồ. Một, Phượng Lăng Ba cười lạnh, làm Nhược Đình kia thật có không ít trò gian mà. Bản tọa rất mong chờ được gặp đấy. Lão nghiêng đầu hạ lệnh cho thọ niên, người tự mình đi một chuyến, nói với họ quên chuyện 10.000 kim tệ đi, dặn bọn họ đừng lo lắng, mau tới gặp ta. Vâng, thọ niên thưa một tiếng rồi rời đi. Bành Ngọc Lan lạnh băng không lên tiếng ngăn cản vì bà ta hiểu rõ, dù sao ấn tượng của bách tính quận Quảng Nghĩa với trượng phu cũng không tệ. Đây gọi là lòng người, cũng là một trong những căn cơ của trượng phu để đối kháng với triều đình. Danh tiếng của trượng phu trong thành này, 10.000 kim tệ không thể mua được. Mình bức bách đòi tiền người ta lại dắt ngựa đi bán, không khiến người ta buồn nôn là không chịu thôi mà. Bà cực kỳ uất ức, khoác bao lâu sau, mấy người thương triều tông đi tới, trong chính sảnh, khách chủ gặp mặt, Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan đồng thời hành lễ, xin chào quận vương dù sao bọn họ vẫn chưa làm phản ít nhất vẫn phải giữ tôn ti thứ bậc nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức khách sáo này thôi lễ xong về cơ bản họ quăng thương triều tông sang một bên lam tiên sinh ngưỡng mộ đại danh đã lâu phượng lăng ba cười ha ha chủ động bước tới nắm tay lam nhược đình thân thiết vô cùng không phải lão giả bộ thân thiết mà là thực lòng muốn kết giao người có chút địa vị thường có dạ bao dung khi bị lừa cũng có tức giận nhưng sau đó chỉ cảm thấy thưởng thức ta không sợ ngươi lừa ta chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh. Trong thời loạn lạc này, sức một người chẳng thể lật nổi trời, chỉ có tập trung anh hùng hào kiệt cùng ra sức mới có thể làm nên đại sự. Hai người khen tặng nhau vài câu, Phượng Lăng Ba cũng cân nhắc trêu chọc, làm tiên sinh, ngươi thực không thành thật mà. Còn chưa gặp mặt đã dám quay mặt bổn quận thủ, hôm nay tới, phải phạt ba chén, cũng vì nghèo quá, chẳng thể làm gì khác, xấu hổ xấu hổ, làm nhược đình tỏ vẻ không quan tâm hơn thua. Còn Bành Ngọc Lan kéo Thương Thục Thanh sang một bên nhiệt tình trò chuyện, rất có mùi vị thăm dò bà cô chồng giúp cho nữ nhi. Chỉ có Thương Triều Tông bị quang sang một bên, không ai thèm để ý, một mình bưng chén trà thong thả thưởng thức. Hai bên gặp nhau, Lam Nhược Đình coi như thoải mái ứng đối, phong thái bất phàm, khiến cho Phượng Lăng Ba cực kỳ tán thưởng. Kết hợp với chuyện bị lừa lúc trước, Phượng Lăng Ba càng khẳng định Lam Nhược Đình này chính là nhân tài hiếm thấy, có tâm tư muốn thu vào trong chướng. Dù sao Lam Nhược Đình cũng không phải kẻ nóc cạn, cũng là người có lòng thao lược, ứng phó trong hoàn cảnh này rất thành thạo điêu luyện, chỉ là không am hiểu sở trường của Ngưu Hữu Đạo thôi. Luận về bầy mưu tính kế việc quân chính, Ngưu Hữu Đạo chạy dài không bằng lão. Năng lực của Ngưu Hữu Đạo không rõ ràng, không thể nói rõ được. Lần này bàn luận, Lam Nhược Đình có thể nói rõ lợi hại trong việc quân chính khiến cho Phượng Lăng Ba nghe xong phải gật đầu suy nghĩ sâu sắc. Dù Ngưu Hữu Đạo có nói tới trời đất biên đảo, hoa ở đầy mồm, cũng khó mà khiến cho Phượng Lăng Ba gật đầu tán thành sự khác biệt giữa hai người rất rõ ràng đương nhiên như hữu đạo cũng không muốn cái danh tiếng này hắn ta quen ẩn mình rồi tiếp xúc một lúc phượng lăng ba rất thưởng thức lam nhược đình song phương bàn luận rất vui vẻ việc hôn nhân của thương triều tông và phượng nhược nam không tiện kéo dài lêu chọn lấy ngày tốt gần nhất là ba ngày sau tiểu vương ra mắt nhạc phụ đại nhân ra mắt nhạc mẫu đại nhân trong ngoài tất cả đã nói chuyện xong một nhóm người tụ tập ở chính sảnh lần nữa ngay trước mặt của mọi người Thương Triều Tông chắp tay hành lễ vãn bối, nói với Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan ngồi ghế trên. Đứng bên cạnh xem lễ, Thương Thục Thanh thấy ca ca như vậy, hai mắt đã đẫm lệ, cảm thấy uất ức cho ca ca. Nghĩ tới cha mẹ, nếu cha mẹ còn trên đời, hôn sự của ca ca đâu thể qua loa như thế. Đồng thời nàng ta cũng xúc động, mấy năm nay hai huynh muội bọn họ bất kể là ở trong thiên lao hay là ở ngoài thiên lao, đều không dễ dàng, vừa ra khỏi thiên lao không bao lâu, chỉ trước mắt ca ca sẽ phải thành thân rồi, nàng ta không biết mình đã thất lễ bởi vì vui mừng mà rơi lệ may là có khăn che mặt ngăn trở người ngoài không nhìn thấy được lam nhược đình mang theo nụ cười trên mặt đứng ngoài quan sát trong lòng cũng buồn bã nếu ninh vương còn sống thì cần gì đến nỗi như thế trong lòng phượng lang ba và bành ngọc lan làm sao mà không xúc động nếu đổi thành trước kia con trai của ninh vương có thể thành con rể của bọn họ đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ sau lễ người nhà họ phượng mới đổi cách xưng hô với chú rể mới thương triều tông đây bên này cũng có bao lì xì si tiền thưởng chuyện bao lì xì si tiền thưởng lam nhược đình đã sớm chuẩn bị sẵn dù là bọn tôi tớ mỗi người đều được một viên kim tệ ra tay tương đối hào phóng tôi tớ nhận được phần thưởng đương nhiên là mừng rỡ như điên liên tục nói lời cảm ơn thân mật gọi tiếng cô ra có đôi khi chính là như vậy đối với nhân vật như phượng lăng ba đây lam nhược đình có thể trực tiếp cho thấy trong túi eo hẹp nhưng không tiện keo kiệt với bọn tôi tớ bởi vì phượng lăng ba có thể không nhìn những vật ngoài thân này nhưng bọn tôi tớ thì phải dựa vào những vật ngoài thân ấy để kiếm sống sẽ để ý thường ít sẽ làm bọn tôi tớ xem thường thương triều tông dù nghèo túng hơn nữa cũng không thể để đám tôi tớ này thì thầm to nhỏ mắng mình keo kiệt chút thể diện này lam nhược đình vẫn phải giữ gìn cho thương triều tông may là lúc ở chùa nam sơn đã cướp sạch một đám hòa thượng chút tiền còn con đó lam nhược đình vẫn lấy ra được trước khi từ biệt phượng lăng ba tỏ vẻ như trêu chọc dặn dò thương triều tông một câu Dễ hiền, hai ngày này hãy nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt, dưỡng tốt thân thể mới động phòng được, chuyện bán ngựa chiến đừng tiếp tục nữa. Chuyện đã xong xuôi, ông ta lập tức thay đổi thái độ, không cần thiết ra sức gây khó khăn cho Thương Triều Tông nữa, rất có mùi vị lấy lòng khoan dung với Thương Triều Tông. Lời này vừa nói ra, Thương Triều Tông xấu hổ, hơi giờ khóc giở cười với ý định ngu ngốc muốn bán ngựa chiến của Ngưu Hữu Đạo, có chút nghi ngờ chẳng biết có phải Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ nhiều quá rồi không, vợ chồng Phượng Lăng ba hình như đâu có khó xử lý như vậy biết tình hình kinh tế bên này eo hẹp túng thiếu, đã ôm đồm tất cả chuyện cưới xin về phủ thái thú một tay tổ chức. Đám người ra khỏi phủ thái thú, ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phủ thái thú lần nữa, đều thấy như sự tỉnh từ trong mộng. Băng qua con đường gập gành nhấp nhô là một con đường bằng phẳng, thế mà lại cưới được con gái của Phượng Lăng Ba, vừa rời khỏi kinh thành còn hoảng sợ không biết tương lai ra sao, thật sự là nằm mơ cũng không ngờ lại xuất hiện thay đổi không thể tưởng tượng nổi như thế. Đám thân vệ đi theo cũng hăng hái tinh thần, tâm tình phấn chấn, cũng biết Phượng Lăng Ba là chư hầu nắm giữ trọng binh một phương, vương gia cưới con gái của Phượng Lăng Ba, triều đình nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, đường sống thực sự đã bày ở trước mắt, không cần liều chết nữa, làm sao mọi người có thể không vui mừng chứ. Suy nghĩ của Thương Thục Thanh đã đi trước nơi mọi người dừng chân một bước, nghĩ tới người nam nhân thuận tay chống kiếm làm gậy, nghĩ tới người nam nhân lười nhác ngâm thơ dưới táng hoa đào rực rỡ như mây kia, khóe miệng không khỏi cong lên mỉm cười. Bây giờ nhớ lại tình cảnh dưới tàng hoa đào hôm ấy, ở nơi loạn thế này chợt làm nàng ta thấy an toàn khó hiểu. Dãy núi sừng sững, đất thiên sinh ra hiền tài, trong thượng thanh cung, trưởng môn và ba vị trưởng lão ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, đường nghi ngồi xếp bằng ở trên, ở dưới hai bên là La Nguyên Công, Tô Phá và Đường Tố Tố. Một tờ giấy đang quay vòng giữa bốn người, nội dung trong giấy là kim sĩ ở bên ngoài đưa tin. Sau khi đường nghi im lặng xem xong, La Nguyên Công xem rồi cũng không ngừng chậm rãi lắc đầu, mặt tô phá vẫn không chút thay đổi, đường tố tố cao mày. chương 83, nghịch đồ. Một, tin tức là từ quận Quảng Nghĩa bên kia lan truyền ra ngoài, tuy Thượng Thanh Tông xuống dốc nhưng cũng không phải là người mù, người điếc, ít nhiều gì cũng nắm bắt được một số tin tức được lan truyền. La Nguyên công xúc động phá vỡ sự yên lặng trong điện, Phượng Lăng Ba lại gả con gái cho Thương Triều Tông, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Thiên Ngọc Môn có thể gánh chịu được áp lực của đương kim Hoàng đế ư. Không được Thiên Ngọc Môn gật đầu, Phượng Lăng Ba không có lá gan lớn như vậy, chuyện này trưởng môn thấy thế nào? Đường Nhi đáp, hôm nay đại yến loạn trong giặc ngoài, nếu chuyện hôn sự này thật sự có thể thành, chứng tỏ Phượng Lăng Ba cố ý muốn bảo vệ thương Triều Tông, đương nhiên cũng sẽ giữ gìn nắm chặt thương Triều Tông, nếu không sẽ không dám như thế. Chỉ sợ đương kim hoàng thượng cũng không dám trở mặt hoàn toàn. Xem ra chúng ta đã coi thường thương Triều Tông, cuối cùng y cũng đột một tìm ra một con đường sống, cha hổ không sinh con chó nói xong nhìn về phía đường tố tố đường tố tố gửi lạnh một tiếng cuộc sống còn dài có tìm được đường sống hay không còn phải nhìn xem mới biết tóm lại lựa chọn của chúng ta không hề sai phân rõ quan hệ giữa ninh vương đối với thượng thanh tông có lợi không hại nếu không thương triều tông lại cùng phượng lăng ba nắm giữ trọng binh quấn chung một chỗ tỏ rõ mưu đồ bất chính quả thực là thêm dầu vào lửa lửa giận của triều đình nhất định sẽ dính líu đến chỗ thượng thanh tông ta có lẽ triều đình không dám làm gì Phượng Lăng Ba nhưng muốn đối phó với Thượng Thanh Tông chỉ là chuyện dễ như bớn, chúng ta không gánh nổi hậu quả đó đâu. Đường Nghi và Tô Phá không tỏ thái độ, La Nguyên Công lại khẽ gật đầu, sư muội nói có lý. Đúng lúc này, một đệ tử bên ngoài bước nhanh đi vào, chắp tay bẩm báo, trưởng môn, ba vị trưởng lão, đệ tử Trần Quy Thạc ở ngoài điện cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Lời này vừa nói ra, mí mắt đường tố tố bỗng giật giật, Hương Triều Tông chạy tới quận Quảng Nghĩa cấu kết cùng với Phượng Lăng Ba, bà đang nghĩ đến tung tích của Ngưu Hữu Đạo. Không biết đám người Tống Diễn Thanh có thuận lợi không, ai ngờ nghĩ tới cái gì thì cái đó tới, Trần Quy Thạc trở về rồi. Không thấy bọn ta đang nói chuyện ư, y có thể có chuyện quan trọng gì, để cho y lui xuống trước đi. Đường Tố Tố cất tiếng quát mắng một câu, thấy hơi lo lắng, không muốn Trần Quy Thạc đi vào. Ngược lại La Nguyên Công giơ tay lên ngăn cản, chẳng phải y đi cùng Tống Diễn Thanh tới Kinh Thành rồi sao? sao quay về nhanh vậy y đột nhiên trở về nếu nói có chuyện muốn báo vậy sẽ không dám theo dệt trước mặt chúng ta đâu cho vào nói rõ ràng đi đường tố tố thật sự không tìm được lý do gì để ngăn cản nữa nghĩ chắc trần quy thạc sẽ không dám nói bậy cái gì chẳng lẽ xảy ra chuyện gì khác lập tức giữ im lặng đường nghi gật đầu nói để cho y vào đi dạ đệ tử đi vào thông báo lên tiếng thưa vâng rồi đi ra ngoài chỉ chốc lát sau trần quy thạc phong trần mệt mỏi vội vã bước vào đi vào trong điện thế mà lại bịch một tiếng quỷ gối dưới chân của mấy người bọn họ vẻ mặt sợ hãi nói trưởng môn ba vị trưởng lão đã xảy ra chuyện tống diễn thanh và sư huynh hứa dĩ thiên bị giết rồi hả toàn bộ mấy người đều đứng lên hứa dĩ thiên thì thôi không nói nhưng nhà họ tống sau lưng tống diễn thanh chính là bình phong tre chở cuối cùng của thượng thanh tông tống diễn thanh xảy ra chuyện thượng thanh tông không dễ ăn nói với nhà họ tống đường tố tố giận tím mặt quát lớn đồ khốn kiếp nói bậy bạ gì đó Bà ta dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Trần Quy Thạc không nên nói lung tung. Nhưng Trần Quy Thạc lại làm như không thấy, bi thống nói: "Đệ tử không có nói lung tung, Tống sư huynh và Hứa sư huynh đã chết trong tay của Ngưu Hữu Đạo, bởi vì Ngưu Hữu Đạo có lời muốn để đệ tử quay về truyền lại, đệ tử mới may mắn nhặt được một mạng trở về." Mấy người khiếp sợ, Đường Tố Tố giận dữ mắng mỏ, nói bậy nói bạ. Phất tay tung một trường lực mạnh mẽ xông ra ngoài, La Nguyên Công và Tô Phá gần như đồng thời ra tay đồng loạt phát ra một trường lực cản lại. ầm um, một tiếng chấn động vang lên ba đường trường lực đụng vào nhau kình phong bốn phía. Trần Quy Thạch đang quỳ dưới đất đột một bị ném văng ra có thể nói là bị dọa tới toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Y muốn lộ diện trốn đông người chính là vì sợ Đường Tố Tố diệt khẩu không ngờ Đường Tố Tố lại dám hạ sát thủ trước mặt nhiều người như vậy. Y đã đánh giá thấp lòng giả ác độc của mụ già này. Nếu không phải hai vị trưởng lão khác ra tay ngăn cản chỉ sợ cái mạng này đã không còn thực sự nghĩ lại mà sợ. Y dám không để ý lời cảnh cáo của đường tố tố như vậy, đương nhiên là có chỗ dựa, trên đường có người nhà họ tống ngăn cản bầy mưu đặt ghế làm việc cho Y, có nhà họ tống làm chỗ dựa, Y có gì phải sợ. Đường nhi mím chặt môi, nhìn đường tố tố mặt mày giận dữ. Có thể nói nàng nắm khá chắc tâm lý, bởi vì đường tố tố đã ra ám hiệu sẽ không để lại hậu hoạn về như hữu đạo, chẳng qua không ngờ lại để cho tống diễn thanh ra tay. La Nguyên công lắc mình cản ở trước mặt Trần Quy Thạc, Thượng Thanh Tông còn chưa từng có đệ tử nào bị giết bởi vì chuyện bẩm báo, nhìn chăm chăm đường tố tố nói, sư muội, sao lại làm vậy? Chuyện này, có gì không thể nói cho rõ ràng, đường tố tố cả giận nói, rõ ràng là y đang nói bậy nói bạ. Hướng đi của Tống Diễn Thanh là Kinh Thành, còn Nhiêu Hữu Đạo là đi về hướng huyện Thương Ngô, hai phương hướng khác nhau, sao lại đụng vào nhau được? Tên này hẳn là đang mưu đồ bất chính, Trần Quy Thạc hơi luống cuống, vội vàng la lớn, đường trưởng lão, bà muốn giết người diệt khẩu ư dưới tình huống này y cần phải tự bảo vệ mình lời này vừa nói ra đường tố tố lửa dẫn mút trời nghịch đồ lắc mình ra hạ sát thủ lần nữa bóng người tô phá chợt lóe lên cản bà ta lại trầm giọng nói để y nói cho hết câu cũng không muộn la nguyên công từ từ đi tới cạnh tô phá sóng vai mà đứng chứng tỏ bắt tay nhau ngăn cản đường tố tố sư muội bình tĩnh chứa nóng không nên làm bậy lời này coi như là đang cảnh cáo rồi Đối mặt với sự liên thủ của cả hai người, đường tố tố tự biết không cách nào được như ý, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía đường nhi, cả giận nói, trưởng môn, lần này nhất định là có người phái tới khích bác ly gián, kính xin trưởng môn phán đoán sáng suốt. La Nguyên Công nói, trưởng môn, trong đại điện này, đệ tử Thượng Thanh Tông chưa đến mức ngay cả nói cũng không thể nói, có phải khích bác ly gián hay không, nghe một chút cũng không sao, hơn nữa cũng không đến nỗi ngay cả chuyện cũng còn chưa có nói xong đã hạ sát thủ với đệ tử, không có đạo lý như vậy. Đường tố tố thở phì phì nhìn chằm chằm đường nghi nhưng rõ ràng nàng không có để ý, đối mặt với hai vị trưởng lão hộ pháp bảo, đường nghi nàng làm sao thiên vị. Tô phá kiệm lời cũng nhàn nhạt tạo áp lực một tiếng, sư muội hơi quá đáng. Hừ, đường tố tố phất tay áo hử lạnh một tiếng, xoay người đưa lưng về phía bọn họ. La Nguyên công quay đầu trầm giọng nói với Trần Quy Thạc, nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tạm thời giữ được mạng nhỏ, Trần Quy Thạc ôm tim hơi bình tĩnh trở lại, cuống quyết nói, Tống Sư Huynh cũng không đi kinh thành, nói đi kinh thành chẳng qua chỉ là ngụy trang, trên thực tế là âm thầm tuân theo đường trưởng lão bầy mưu đặt kế, mai phục trên đường đến chùa Nam Sơn, muốn diệt trừ nghiêu hữu đạo. Nực cười, đường tố tố khinh thường một tiếng, chương 84, người trung nghĩa một đường tố tố cất tiếng cắt ngang câu chuyện nhưng lại không thể khiến Trần Quy Thạc im miệng, Trần Quy Thạc tiếp tục nói, theo lời Tống Sư Huynh nói, trước khi nghiêu hữu đạo xuống núi, đường trưởng lão từng sai người giao một phong thư cho hữu đạo để Nưu Hữu Đạo đưa thư đến cho trụ trì chùa Nam Sơn. Chúng con một đường ngựa không dừng vó đuổi tới chùa Nam Sơn chờ đợi, quả nhiên chờ được Nưu Hữu Đạo, nhưng hình như Nưu Hữu Đạo đã sớm có cảnh giác, cũng không trực tiếp lộ diện mà phái thế thân đến để thăm dò. Chúng con bắt được thế thân ép ra đội người ngựa của Dung Bình quận vương Thương Triều tông nhưng Tống sư huynh lấy ra một lệnh bài đè Thương Triều tông xuống, ép Nưu Hữu Đạo ra mặt, ai ngờ giao thủ với Nưu Hữu Đạo một trận, chúng con mới phát hiện thực lực của Nưu Hữu Đạo sâu không lường được vượt xa sự tưởng tượng của chúng con. Sâu không lường được, La Nguyên công kinh ngạc cắt ngang một tiếng, cao mày nói, người nói là nghiêu hữu đạo thực lực sâu không lường được. Chẳng những là lão, tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên nghi ngờ, ngay cả đường tố tố cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, lộ vẻ ngạc nhiên rõ ràng. Trần Quy Thạc liên tục gật đầu, những câu đệ tử nói đều là thật, không sai, thực lực của nghiêu hữu đạo quả thật là sâu không lường được. Ba người bọn con liên tiếp ra tay, hứa sư huynh vừa đối mặt đã bị nghiêu hữu đạo đánh một trường hộp máu, bị trọng thương. Kết quả của con cũng không tốt hơn bao nhiêu, con lấy kiếm hỗ trợ, nghiêu hữu đạo ngay cả kiếm cũng không rút ra, chỉ một đá đã đả thương đệ tử. Tống sư huynh múa một kích kiếm lăng không, nghiêu hữu đạo rút kiếm chỉ vẻn vẹn một chiêu, đã phế đi hai đùi và một cánh tay của tống sư huynh. Ba người bọn con đối đầu với hắn, không ai có thể địch nổi hắn. Mấy người giật mình, la nguyên công khó có thể tin. Điều này sao có thể? Trần Quy Thạc thấy ngay cả lão cũng không tin, lo lắng cho an nguy của mình, vội vàng giải thích, "La trưởng lão, đệ tử tuyệt đối không có nửa câu gian dối." Ban đầu bọn con còn phải đề phòng truyền pháp hộ thân phù trên người hắn, ai ngờ sau khi ra tay, trên cơ bản ba chúng đệ tử xem như bắt tay nhau công kích nhưng ngay cả tư cách kiểm tra xem thực lực của hắn nông sâu thế nào cũng không có ạ. À. Đường Tố Tố cười ha hả, ha, "Hai vị sư huynh, có phải nói bậy nói bà hay không vừa nghe là biết." coi như mấy năm nay Ngưu Hữu Đạo vẫn luôn trốn ở Đào Hoa Nguyên âm thầm tu luyện, cũng không thể nào tiến vào tu vi như vậy. Vậy không phải chạy tới châm ngòi ly gián thì là gì? Trần Quy Thạc đưa hai tay vỗ ngực, nếu đệ tử nói bậy nói bạ sẽ bị thiên lôi đánh chết. Đúng rồi, đệ tử thấy thân thủ của Ngưu Hữu Đạo, hình như không giống với công pháp của Thượng Thanh Tông chúng ta, nhất là kiếm pháp đó, vô cùng tuyệt diệu, chắc chắn không phải là kiếm pháp của Thượng Thanh Tông chúng ta đường tố tố cười lạnh đây là đang tự mình lấp liếm chỗ sơ hở trong lời của mình à la nguyên công đưa tay ngăn bà ta tiếp tục hãm hại tiếp tục hỏi trần quy thạc sau đó thì sao trần quy thạc kể tiếp sau khi hắn liên tiếp đánh bại con và hứa sư huynh còn phế đi tống sư huynh tiếp đó để cho người ta bắt trói chúng con lại chia ra thẩm vấn đệ tử không chịu nói gì cả sau đó lúc được thả ra phát hiện tống sư huynh đã mất mạng cuối cùng ở trước mặt con họ giết hứa sư huynh La Nguyên công hỏi, chẳng phải ngươi nói nhiều hữu đạo gửi lời cho ngươi truyền về sao? Trần Quy Thạc liên tục gật đầu, hắn gọi con qua, ở trước mặt cho biết, gửi lời cho đệ tử nhắn về Thượng Thanh Tông. Hắn nói Thượng Thanh Tông quá tuyệt tình, không muốn nói nhiều, nhớ tới đông quách sư thúc, không oán cũng không so đo, có điều từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với Thượng Thanh Tông, không có bất kỳ liên quan gì nữa. Hắn còn nói hắn không có hứng thú với vị trí trưởng môn, sẽ không trở về Thượng Thanh Tông nữa, hy vọng Thượng Thanh Tông đừng tiếp tục tới gây rắc rối cho hắn, đừng tiếp tục ép buộc hắn. Bằng không hắn sẽ tung hê hết tất cả những chuyện mà Thượng Thanh Tông đã làm để người trong thiên hạ tới phân tích đúng sai. Nghe hắn nói vậy, con nghi tống sư huynh đã nói ra điều không nên nói, để hắn biết được chuyện gì đó. Nghe thế, mấy người trong điện rơi vào lặng lẽ, thân sắc đường tố tố hơi run rẩy sắc mặt la nguyên công và tô phá căng cứng, không ngờ bí mật này đã để nghiêu hữu đạo biết được, hiện giờ cũng đã thành nhược điểm uy hiếp trên tay người ta. Đường Nhi hơi cúi đầu, trong lòng lẫn lộn đủ loại cảm xúc, mùi vị ăn trộm đồ của người ta bị người ta bắt được rất khó chịu, nhất là bị người ta khám phá ra đủ loại âm hiểm bên trong, nàng không biết Nghiêu Hữu Đạo sẽ nhìn nàng như thế nào. Vì danh chức trưởng môn không tiếc giao phó mình gả cho hắn. Vì chức trưởng môn không tiếc mưu sát chồng mình, đây là loại nữ nhân ác độc thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Đổi thành ai gặp phải chuyện như này cũng khó mà chấp nhận, đối phương có thể không so đo, đã coi như rộng lượng lắm rồi mà hình như nàng cũng có thể cảm nhận được vì sao Ngưu Hữu Đạo có thể nói những lời quả quyết sẽ không quay lại Thượng Thanh Tông. Trái tim băng giá, hai, Tô Phá bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, cảm xúc trong đó hình như mấy người còn lại cũng có thể hiểu được. La Nguyên Công lạnh lùng nhìn về phía đường Tố Tố, "Sư muội, chẳng phải muội nói Thương Thục Thanh tới Thượng Thanh Tông chỉ đích danh yêu cầu đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên sao?" Sự thực có phải như vậy không? Đường Tố Tố đanh mặt cười lạnh, sư huynh, chuyện ma quỷ của tên nghịch đồ này, các người cũng tin. La Nguyên Công và Tô Phá đều chỉ nhìn bà ta không nói, có một số việc không cần chứng cứ, vừa nghe là biết thật hay giả, nếu không trước đó bà ta đâu cần gấp gáp giết Trần Quy Thạc diệt khẩu, trong lòng mọi người ở đây đều hiểu rõ nguyên nhân vì sao bà ta muốn giết Ngưu Hữu Đạo. Nhưng có một số việc không có cách nào truy cứu, bắt đầu từ việc tước đoạt chức trưởng môn của Ngưu Hữu Đạo, mọi người đã bị đường tố tố lôi xuống nước, bất kể là trưởng môn hay là hai vị trưởng lão bọn họ, chẳng có ai là sạch sẽ cả. La Nguyên Công quay đầu nhìn về phía Trần Quy Thạc còn điều gì nữa không? Trần Quy Thạc lắc đầu, chỉ có vậy thôi ạ. À? La Nguyên Công nhắm hai mắt lại, từ từ thở dài một hơi, người đi đi, tới kinh thành, báo tin giữ này cho tống sư thúc của ngươi, đi đi." "Dạ." Trần Quy Thạc bò dậy, sau khi chắp tay hành lễ, vội vàng xoay người bỏ đi. Không ai ngăn cản đi đi, chuyện đã tới nước này, mọi người ở đây đều biết, chỉ dựa vào một mình Trần Quy Thạc thì không có lá gan to như vậy, rõ ràng có người chống lưng ở phía sau, là ai thì không cần suy đoán nhiều nữa. Trần Quy Thạc đã lựa chọn quay đầu về phía nhà họ Tống, thành người của nhà họ Tống. Động vào Trần Quy Thạc chính là đánh vào mặt nhà họ Tống, nhất là dưới tình huống Tống Diễn Thanh đã chết, nhà họ Tống có lòng muốn để Trần Quy Thạc quay về dài vò. Nếu lòng đã không còn ở thượng thanh tông nữa, cố gắng giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, ở lại cũng là tai mắt của nhà họ Tống. Vì lẽ đó, La Nguyên công để y đi, cũng biết lần này sau khi y tới kinh thành sẽ không có khả năng quay về nữa. Nhưng lúc Trần Quy Thạc đi tới cửa giọng của tô phá bỗng nhiên vang lên, trần quy thạc, trời đất có báo ứng, tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của Thượng Thanh Tông, bất kể đi đến đâu, tốt nhất đừng làm ra chuyện có lỗi với Thượng Thanh Tông. Trần quy thạc dừng bước xoay người, cung kính khom lưng đáp vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không dám quên. Nói rồi nhanh chóng bỏ đi, về phần có thật sự nghe lò tai lời ấy hay không thì chẳng ai biết được. Trong điện khôi phục thanh tịnh, La Nguyên Công mở mắt ra hung tợn nhìn chằm chằm đường tố tố, người điên rồi sao? chương 85, người trung nghĩa hai Lúc này, đường tố tố cũng đường đường chính chính thừa nhận, ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Thượng Thanh Tông, hắn còn sống nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta lợi dụng, tạo thành nội loạn cho Thượng Thanh Tông, có một số việc không nên liên tục kéo dài, nếu không chính là hậu hoạn. La Nguyên công bước từng bước đến trước mặt bà ta, vì muốn tốt cho Thượng Thanh Tông, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra vừa rồi là ai giật dây? Nhà họ tống rõ ràng muốn nói cho ngươi biết, họ đã biết chuyện tốt mà ngươi làm, nhà họ Tống công khai tuyên bố chuyện này ra ngoài, chính là muốn nói cho người biết, họ đã không còn nợ Thượng Thanh Tông cái gì, sẽ không giữ lại thể diện gì nữa. Tống Thư chỉ có mỗi một đứa con trai thôi, người cảm thấy nhà họ Tống sẽ từ bỏ ý đầu ư. Người đã rước lấy rắc rối lớn cho Thượng Thanh Tông thì có. Gương mặt đường tố tố vặn vẹo, đột nhiên giống lên một tiếng, ta cũng không muốn như vậy, ai ngờ tên phế vật ngu xuẩn kia, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong chứ bốp la nguyên công phất tay chính là một cái tát quất lên mặt bà ta đường tố tố ôm mặt lui hai bước nhìn lão chằm chằm huynh giám la nguyên công quát lên một tiếng cắt ngang một tát này là đánh thai sư phụ đường tố tố ấp úng đanh mặt mím môi lời đến bên miệng cuối cùng vẫn không thốt ra thật sự là bà ta đuối lý nói cái gì cũng đều đuối lý la nguyên công xoay người nhìn về phía đường nghi trưởng môn đã đến lúc nên suy xét từ bỏ cơ nghiệp của thượng thanh tông tìm nơi ẩn nấp tránh họa nếu còn canh giữ ở đây, sớm muộn gì cũng gặp phải hỏa diệt môn, trốn đi giữ lại chút căn cơ, còn có thể đợi cơ hội ngày sau. Dứt lời chắp tay, xoay người nhanh chân bỏ đi, đường tố tố nhìn theo bóng lưng lão rời đi, gầm thét không được. Nơi này là tâm huyết nhiều đời của Thượng Thanh Tông ta, quyết không thể dễ dàng buông bỏ. Tô phá cũng nhẹ nhàng xoay người bỏ đi, đường nghi đứng im lặng trong điện, đường tố tố nắm chặt hai tay, dáng vẻ tức giận đến run lẩy bẩy. Phía sau núi, một ngọn núi đá trơ trụi, trong thạch động giữa sườn núi, Ngụy Đa ngồi trồm hốm trên mặt đất, ôm đầu, vẻ mặt căm giận phẫn uất. Đồ Hán ở bên cạnh nhìn, Tô Phá thì từ từ thuật lại hàng loạt chuyện xảy ra gần đây, nhưng không nói tới chuyện có thể nhà họ Tống muốn trả thù Thượng Thanh Tông. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Ngụy Đa lo lắng lắp bắp nói quy. Quy củ là, là, hơi cứng nhắc, nhưng quy củ, là, là quy củ, nếu xem thường, phá hỏng quy củ, thì, chính là lúc tai họa bắt đầu. Tô Phá gật đầu, nhưng lúc đó con cũng nhìn thấy ý kiến của toàn bộ đệ tử Thượng Thanh Tông, không ai đồng ý để một thiếu niên cái gì cũng đều không hiểu làm trưởng môn, dựa vào sức của một mình con là không ngăn cản được. Hiện giờ Nghiêu Hữu đạo ra ngoài một mình, ta sợ nó sẽ gặp nguy hiểm, con có chấp nhận đến bảo vệ nó không? Ngụy Đa đột nhiên đứng lên, liên tục gật đầu, đệ tử đồng. Đồng ý, mà Tô Phá lộ vẻ khen ngợi, được, ta sẽ tạm thời điều chỉnh đệ tử phòng thủ ở trạm gác ngầm, trong vòng nửa canh giờ nơi khe sâu bắc sơn bên kia sẽ không có ai con hãy rời đi từ nơi đó dưới tảng đá trắng trong sơn cốc kia là tay nải đã chuẩn bị sẵn cho con con mang theo lên đường dùng đi dạ ngụy đa chắp tay thưa vâng gần như không cần suy nghĩ nhiều đã đi tô phá và đồ hán đợi đến khi ngụy đa ra khỏi hang đá không còn thấy bóng người nữa đồ hán nhìn về phía tô phá đứng bên cạnh nói trưởng lão thượng thanh tông đối xử với ngưu hữu đạo như vậy Ngụy Đa đi chỉ sợ Ngưu Hữu Đạo chưa chắc đã cảm kích. Tô Phá nói, không cần hắn cảm kích làm gì, bây giờ bất kỳ lúc nào Thượng Thanh Tông cũng có thể gặp phải bất chắc. Ngụy Đa là một người trung nghĩa, một khi Thượng Thanh Tông gặp rắc rối, nó chắc chắn sẽ tử chiến đến cùng, cũng sẽ không giống như người khác nghĩ cách cầu sinh bừa bãi, ta không muốn thấy người trung nghĩa như nó hy sinh vô ích, ta không nói như vậy thì nó sẽ không bỏ Thượng Thanh Tông mà đi. Lại quay đầu nhìn về phía đồ hán, con cũng đi đi, mau chóng nghĩ cách liên hệ với vị sư phụ trốn ở núi yêu ma kia của con, một khi Thượng Thanh Tông gặp rắc rối, cũng chỉ có hắn ta mới có năng lực hóa giải. Chuyện này, Đồ Hán trần chờ nói, sư phụ đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất sư môn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời núi. Tô phá tiếp lời, hắn ta nhìn đường nghi lớn lên từ nhỏ, chắc hẳn cũng không muốn thấy đường nghi gặp phải nguy hiểm. Tóm lại quyết định có chịu rời núi hay không, con chỉ cần nói cho hắn ta biết Thượng Thanh Tông đứng trước kiếp nạn diệt môn, để hắn ta tự mình lựa chọn đi. Đô Hán gật đầu, để con thử một lần xem sao. Tô Phá lại mỉm cười nói: Nếu sư phụ con không muốn rời núi, vậy con hãy ở lại yêu ma lĩnh đi, đừng quay về nữa. Đô Hán sững sờ, vội nói: Nếu thượng thanh tông gặp nạn, đệ tử há có thể làm như không thấy, trốn tránh như hạng tiểu nhân vong ân phụ nghĩa? Tô Phá hơi khoát tay áo, đừng nói như vậy, nghĩa có chia ra làm nghĩa nhỏ và nghĩa lớn, xem như giữ con và Ngụy Đa ở lại thượng thanh tông cũng không giúp được gì nếu nhà họ tống thực sự ra tay với thượng thanh tông chỉ sợ sẽ không để lại người có cơ hội trả thù nào chắc là sẽ nhổ cỏ tận gốc nếu không phải khó tìm ra cách khuyên bảo ngụy đa chắc chắn ta sẽ để ngụy đa đi cùng con tới yêu ma lĩnh lánh nạn để nó đến tìm như hữu đạo là lùi lại mà cầu việc khác để các con né tránh cũng không phải kêu các con làm như không thấy mà là giữ người lại chờ ngày hữu dụng nếu thượng thanh tông thật sự đi tới nông nỗi diệt môn sau này con hãy tìm cơ hội gặp lại ngụy đa nghĩ cách cùng nó bắt tay gây dựng lại thượng thanh tông đây là nghĩa lớn, khuyên các con rời đi lánh nạn cũng là ôm hy vọng đối với các con, những người khác chỉ sợ vì muốn tự bảo vệ mình sẽ không dám đối mặt với phần khó khăn này đâu. Gương mặt đồ hán căng cứng lại, hiểu rõ ý của tô phá, nhà họ Tống làm rõ sự thật Tống Diễn Thanh bị giết, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu ngươi không xem người nhà họ Tống ta là đệ tử, vậy người nhà họ Tống ta cũng sẽ không coi Thượng Thanh Tông là sư môn, người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Mà một khi nhà họ Tống vứt bỏ sự che chở đối với Thượng Thanh Tông, thậm chí không cần nhà họ Tống tự mình ra tay, chỉ cần thả ra tiếng gió chứng tỏ không còn quan hệ với Thượng Thanh Tông nữa thì có rất nhiều người muốn ra tay với Thượng Thanh Tông, và cũng có rất nhiều người muốn chiếm lấy mảnh đất thiên sinh ra hiện tại này của Thượng Thanh Tông. Ý muốn trả thù của nhà họ Tống quá rõ ràng, nếu không cũng sẽ không bất kính với sư môn để Trần Quy Thạc công khai gây sự, chuyện mà một người đệ tử có thể làm là nhẫn nại. Điều khiến Đồ Hán cảm thấy nghi ngờ chính là nhà họ Tống hoàn toàn có năng lực trừng trị Thượng Thanh Tông, trực tiếp ra tay là được rồi, Cần gì để Trần Quy Thạc làm như vậy, điều này chẳng phải là muốn để Thượng Thanh Tông chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sao. Thật ra lời la trưởng lão nói không phải là không có lý, có thể suy xét việc quy ẩn tránh hỏa. Đồ Hán buồn bực nói một câu, tô phá lắc đầu, huynh ấy chỉ nói lung tung thôi, lòng người Thượng Thanh Tông đã sớm chia rẽ, không phải nói quy ẩn là có thể quy ẩn. Không có tài nguyên tu luyện, có bao nhiêu người sẽ chịu quy ẩn đây, và có bao nhiêu người có thể tình nguyện yên lặng quy ẩn mãi mãi có thể có ai vì tương lai mà bán nơi quy ẩn không chỉ sợ khả năng rất lớn đúng không không nói sau này lòng người chia rẽ ai có thể nói rõ hiện giờ nội bộ tông môn có tai mắt bên ngoài hay không có thể trốn được đi đâu người nào có thể vứt bỏ người nào không thể vứt bỏ ai có thể nói rõ được đây môn phái nhiều người như vậy không phải nói quy ẩn là có thể quy ẩn bắt đầu hành động cụ thể rất phức tạp quy ẩn mà không thể bảo vệ an toàn thì quy ẩn không có ý nghĩa gì nói cho cùng hôm nay thượng thanh tông vẫn đang thiếu một nhân vật quan trọng là người có thể giữ tình cảnh bình yên cho mọi người bảo vệ lòng tin cho mọi người ta không được la sư huynh không được đường sư muội không được trưởng môn đường nhi cũng không được đây chính là lý do vì sao ban đầu ta không phản đối bọn họ làm như vậy với nhiêu hữu đạo để một tên tiểu tử tóc còn để trỏm vừa mới đến mà tất cả mọi người đều không tin tưởng làm trưởng môn lòng người ở đâu đường nhi làm trưởng môn ít nhất cũng sẽ không gây ra tranh cãi còn có thể miễn cưỡng gắn bó đoàn kết Hiện giờ xem ra đường mục và đông quách hạo nhiên cũng coi như dốc hết tâm huyết, hai người rõ ràng là một sáng một tối phối hợp, vì chấn hưng thượng thanh tông mà ngăn cơn sóng dữ ánh mắt nhìn người chọn đệ tử của sư huynh cũng không tệ lắm. chương 86, Bệ Hạ tức giận, kinh thành, trong đại viện của một gia đình giàu có, bên cạnh vườn hoa, vương hoành dơ một cái chậu lớn lên cao, dầm một tiếng, giận dữ nện xuống, đập đến chia năm xẻ bảy bùn đất bay tán loạn, gốc kỳ hoa trồng trong chậu bị ông ta liên tục trà đạp thành bùn hoa giận không kiềm chế được, truyền tin tức đến quận Quảng Nghĩa cho Phượng Lăng Ba, chờ đợi Phượng Lăng Ba hồi âm, kết quả đợi không thấy hồi âm còn nhận được tin tức Phượng Lăng Ba thành thông ra với Thương Triều Tông. Ban đầu còn chưa dám tin, Phượng Lăng Ba làm sao có thể gả con gái cho Thương Triều Tông, đầu óc có vấn đề rồi hả? Đợi đến khi tin tức tiếp tục truyền về, ngay cả hôn kỳ cũng định cả rồi, tin vui lan truyền khắp nơi trong quận thành Quảng Nghĩa, độ chính xác chắc chắn không sai, Phượng Lăng Ba thật sự đã thành thông gia với Thương Triều Tông. Điều này là sao chứ? Có phải ý Phượng Lăng Ba không nể mặt ông ta, không thể giao người của Thương Triều Tông, đây chính là lý do mà Phượng Lăng Ba không hồi âm không? Con gái còn đang ở nhà, chưa quay về nhà chồng, tin Tống Diễn Thanh đã chết vẫn giấu giếm con gái không nói. Không phải là không muốn nói mà là không biết phải dùng cách gì để thông báo tin dữ này cho con gái biết. Tâm tư của con gái đôi khi ông ta thật sự không hiểu nổi, mắng Tống Diễn Thanh không có lương tâm đối xử với nó không tốt, về nhà mẹ đẻ cáo trạng chính là nó, hiện giờ lẩm bẩm nói như Tống Diễn Thanh rồi muốn về nhà chồng cũng là nó, nếu dứt khoát thật sự hận Tống Diễn Thanh thì cũng được đi, ông ta đã dễ mở miệng hơn. Giận dữ chút một bụng lửa giận, sau khi nỗi lòng hơi bình tĩnh trở lại, đống chậu trong vườn hoa đã tan tành đầy đất. Vương Hoành thở hồng hộc nhìn chằm chằm đống đổ nát dưới đất quát lên, Lục Thánh Trung. Dưới mái hiên cách đó không xa, một nam tử mặc quần áo lộng lẫy đi tới, trong tay cầm một cây quạt vải đen, thoạt nhìn khá phóng khoáng, chỉ là gương mặt lộ ra luồng sức lực âm nhu rõ ràng, hắn ta tiến lại gần, khẽ cười nói, đại thống lĩnh chút giận đủ rồi. Người này đúng là lục thánh trung mà Vương Hoành gọi, cũng là một trong số pháp sư tùy tùng của lão. Vương Hoành xoay người nhìn gã ta, việc này ngươi đích thân đi giải quyết một chuyến đi, lục thánh trung nhíu mày, đương nhiên gã ta biết Vương Hoành ám chỉ cái gì, trần chờ nói, Phượng Lăng Ba đã nhúng tay vào việc này, người của Thiên Ngọc Môn đương nhiên sẽ ở bên cạnh quan sát, chỉ sợ không tiện ra tay. Vẻ mặt Vương Hoành vặn vẹo, gần từng chữ ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, lấy đầu của tên nghiêu hữu đạo kia về cho ta. Lục Thánh Trung thấy hơi bất đắc dĩ, cười khổ gật đầu đáp ta sẽ cố gắng. Đồng ý thì đồng ý, cụ thể nên làm thế nào gã ta còn phải suy xét cẩn thận đã, nghiêu hữu đạo không đáng để lo, chủ yếu là thiên ngọc môn. Đạo lý rất đơn giản, coi như thuận lợi, một khi để thiên ngọc môn biết là gã ta làm, dám đến địa bàn của thiên ngọc môn giết người được thiên ngọc môn bảo vệ, như vậy chính là đánh vào mặt thiên ngọc. Thiên Ngọc Môn Há có thể chấp nhận được chuyện này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đương nhiên sẽ phái ra cao thủ truy sát, không giết chết gã ta sẽ không dừng tay. Tống Phủ, Lâm Viên âm u yên tĩnh, trong nhà thủy tạ, Tống Cửu Minh chắp tay nhìn chầm chầm tàn cuộc trên bàn cờ suy nghĩ. Quản gia tóc muối tiêu lưu lộc của Tống Phủ từ trong hành lang gấp khúc đi tới, đến bên cạnh thấp giọng bẩm báo, có tin tức theo dõi, Lục Thánh Trung gia kinh, Vương Hoành 89 phần 10 là phái gã ta ra tay giải quyết. Tống Cửu Minh không có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm ván cờ suy nghĩ như cũ một hồi lâu sau đặt xuống một quân cờ mới thản nhiên nói nghe nói tử ngư ở lưu tiên tông quan hệ với đồng môn cũng không tệ lắm rất được sư trưởng tông môn yêu thích tử ngư chính là con trai của quản gia lưu lộc lưu lộc cười đáp lưu tiên tông quan tâm tới tử ngư còn không phải do nể mặt lão ra sao hình như tống cửu minh cảm thấy đặt quân cờ xuống không đúng chỗ lại nhặt trở về bối cảnh của sư môn lục thánh trung hơi yếu kém chỉ sợ không đủ lực lượng để đối đầu với thiên ngọc môn kêu tử ngư mời một số đồng môn bên trên đi một chuyến nhìn tình huống xem sao đi lưu lộc hơi sửng sốt chợt gật đầu đáp dạ lúc này ở hành lang gấp khúc bên kia tống toàn lại nhanh chóng chạy qua gật đầu ra hiệu với lưu lộc một cái mới bẩm báo với tống cửu minh phụ thân người của phủ tư không tới mời phụ thân qua đó một chuyến nhưng không nói là chuyện gì hình như tống cửu minh lập tức rút suy nghĩ của mình từ trên ván cờ về buông quân cờ trong tay xuống xoay người rời đi dáng vẻ không dám chậm trễ Đi ra ngoài leo lên xe ngựa, có hộ vệ cùng đi theo, một đường thẳng tới điểm đến. Chỗ ở của quyền quý kinh thành phần lớn đều có khu vực, đa số đều cư ngụ ở khu vực tốt thích hợp, người như đại tư không đồng mạch này có khác biệt với quan viên bình thường, một ngày trăm công ngàn việc chạy tới chạy lui là lãng phí thời gian, bình thường đều làm việc ở ngay tại nơi cư trú. Phủ tư không cách hoàng cung không xa, cũng là vì thuận tiện nhất kiến, quy mô cố định cũng không nhỏ. Xe ngựa dừng dưới bậc thang cao cao, Tống Cửu Minh chui ra khỏi xe ngựa bước nhanh trên người bậc đi lên, Pháp Sư Tùy Tùng dừng bước, không dám tự tiện xông vào, đưa mắt nhìn Tống Cửu Minh một mình đi vào. Trong chính đường nghị sự có thể chứa không ít người rất im lặng, một ông lão mặc áo tơ trắng ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cầm bút xử lý một phần công văn. Người ra vào tiếp nhận công văn chỉ thị đã được phê chuẩn đều tỏ vẻ cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra tiếng động quá lớn quấy dày. Đại tư không, Tống Cửu Minh cung cung kính kính chắp tay bái kiến trước bàn dài, khom lưng rất thấp. Đồng mạch khẽ nâng mắt, ánh mắt cay nghiệt có thần, bên trong dấu sự uy nghi không để lộ, nhàn nhạt vung cây bút trong tay, lại tiếp tục viết. Tống cửu minh bèn từ từ lùi qua một bên, hai tay khoanh ở phần bụng, cúi đầu lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, bên ngoài lại có người tiến vào, là một hán tử gầy gò, mặt trắng không dâu, tóc mai pha xương, trên tóc cài châm ngọc, mũi ưng, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng, mặc áo choàng đen đi vào, chính là hoạn quan ca miểu thủy trong cung. Cam miểu thủy chắp tay hành lễ với đồng mạch sau bàn dài, sau đó không lên tiếng, yên lặng đứng ở một bên khác chờ đợi, ánh mắt chăm chú vào gương mặt của Tống Cửu Minh, nhìn chằm chằm đến mức Tống Cửu Minh thấy toàn thân như không còn nữa. Một lúc lâu sau, đồng mạch viết xong mới để bút xuống, ngẩng đầu nhìn ca Miểu Thủy và Tống Cửu Minh, giật công văn đã viết xong đưa cho tiểu lại chờ lấy ở bên cạnh, sau đó phất phất tay. Đám tiểu lại chờ lấy khác trong phòng rối rít lui ra, để lại không gian cho ba người đồng mạch. Chuyện Phượng Lăng Ba và Thương Triều Tông trở thành thông gia, biết chưa? đồng mạch nhìn chằm chằm tống cửu minh trầm giọng đặt câu hỏi tống cửu minh cung kính đáp ti trước biết rồi ạ à. đồng mạch lại giơ cằm lên với cam miểu thủy cam miểu thủy từ từ rời bước đến chính giữa hờ hững nói bệ hạ tức giận đồng mạch lại hỏi tống cửu minh việc này ngươi thấy thế nào tống cửu minh trần chờ đáp theo lý thuyết phượng lăng ba không có lá gan lớn như vậy trừ phi có thứ gì đủ để cảm thấy tình nguyện gánh chịu nguy hiểm cũng không tiếc chỉ sợ thương triều tông đã báo cho phượng lăng ba biết về đồ vật còn sót lại của ninh vương trừ điều này ra ti chức không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác nội đường im lặng một lúc ai nấy đều đăm chiêu hiển nhiên cũng tán đồng cách giải thích này ai cũng biết việc này xử lý không tốt phượng lăng ba không có lo ngại gì tống cửu minh bỗng buông tiếng thở dài ti chức vẫn cho rằng không nên thả thương triều tông gia kinh lo lắng thả hổ về rừng bây giờ xem ra quả nhiên là vậy ca miều thủy lặng lẽ nói tống đại nhân cảm thấy quyết định của bệ hạ là sai không dám tống cửu minh khom người Ca miều thủy hờ hững hỏi, nhà họ tống ngươi mà còn không dám ư. Không phải nói Thượng Thanh Tông nằm trong sự khống chế của nhà họ tống à. Vì sao Thượng Thanh Tông còn phái pháp sư tùy tùng cho thương triều tông? Con cháu của ngươi ở nửa đường chạy tới cướp người xảy ra chuyện gì? mươi 87, Thành Thân, lời này làm Tống Cửu Minh âm thầm kinh hãi, chuyện Thượng Thanh Tông đưa Pháp Sư Tùy Tùng cho Thương Triều Tông, chuyện cháu mình đi cướp đường sao lại bị lộ nhanh như vậy. Đồng mạch lên tiếng, Thủy Công Công, đây đều là việc vụn vật của bàng chi với nhau, người trẻ tuổi tranh giành tình nhân có thể hiểu được, cũng đã phải trả giá đắt thê thảm đau đớn, hiện giờ truy cứu chuyện này không có ý nghĩa gì, hay là thử nghĩ xem phải giải quyết vấn đề như thế nào đi. Lời này nói ra càng khiến Tống Cửu Minh Hãi hùng khiếp phía, ngay cả cháu trai mình là bởi vì tranh giành tình nhân mà Đại Tư không cũng biết, làm sao ông ta biết được. Lão ý thực được rằng, tai mắt bên này đã vượt qua sự tưởng tượng của Lão, Đại Tư không nhìn như đang bảo vệ Lão thật ra cũng bao gồm cả hàm ý mỉa mai trong đó, cũng có thể nói là đang cảnh cáo, sau này ngươi không ngại cứ tiếp tục giấu giếm thêm xem. Ca miều thủy vốn còn muốn chất vấn hai câu có phải muốn bứt dây động rừng hay không nhưng thấy đồng mạch có lòng muốn bảo vệ nên không tiếp tục nói tới chuyện này nữa. Nếu vật kia đã để Phượng Lăng Ba biết thì Thượng Thanh Tông không còn cần thiết phải giữ lại quan sát làm gì, tránh để quay đầu lại cấu kết với Thương Triều Tông làm náo loạn gây ra hậu hoạt, giải quyết từng người một, xử lý sạch đi. Đồng mạch nhàn nhạt thêm một câu. Dạ, Tống Cửu Minh cúi thấp người vâng dạ, Trần Quy Thạc gây sự ở Thượng Thanh Tông vốn là muốn làm đường tố tố nhìn cho biết mặt, lão cũng không nghĩ tới phải thực sự ra tay với Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông không cảm thấy lo lắng là dư thừa. Đến khi biết tin Phượng Lăng Ba và Thương Triều Tông trở thành thông gia, Tống Cửu Minh biết là Thượng Thanh Tông thật sự tiêu tùng, không còn giá trị lợi dụng, giờ xem ra, quả đúng là thế. Quận Thành Quảng Nghĩa tràn đầy vui mừng sau khi quan phủ gõ chiên dạo phố công bố ngày đại hôn của Phượng Nhược Nam, thương nhân trong thành rất tự giác dối rít treo dây đỏ ở cửa ra vào, thương nhân có điều kiện thậm chí còn răng đèn kết hoa, hy vọng có thể làm phủ thái thú nhìn thấy tâm ý của mình, một số nhà có tang sự thậm chí còn né tránh. Đương nhiên, Phượng Lăng Ba cũng có động thái biểu lộ, năm nay thuế má của toàn bộ quận thành Quảng Nghĩa sẽ giảm phân nửa, khiến cho bá tánh trầm trồ khen ngợi. Theo lý thuyết, loại chuyện giảm thuế này cần triều đình đồng ý nhưng triều đình bên kia không can thiệp được, dù sao Phượng Lăng Ba đã buồn bực tuyên bố từ chối nộp thuế má của quận Quảng Nghĩa lên trên bên trên mà thúc giục nộp thuế quận quảng nghĩa sẽ bày tỏ sự khó khăn đáp lại chứ không nói là không nộp tóm lại triều đình không nhìn thấy sổ sách hai bên tới tới lui lui rằng co làm không biết mệt ai cũng không trở mặt sân viện nơi thương triều tông tạm thời dừng chân sẽ là nhà trai việc phủ thái thú ra sức trang trí răng đèn kết hoa là không tránh được hôm nay chính là ngày đại hỷ quản gia thọ niên là người bận rộn nhất sai khiến nhân thủ trong trong ngoài ngoài vất vả phủ thái thú bên kia gần như đã xong xuôi lại dẫn người đến sân bên này kiểm tra cảm thấy chỗ nào không thích hợp thì lập tức gọi người đến chỉnh sửa lại phượng lăng ba chỉ có mỗi một cô con gái buộc gả đã thấy áy náy với con gái nên về mặt hình thức sẽ không để con gái chịu ấm ức hạ lệnh cần phải làm nở mày nở mặt sau khi kiểm tra xem xét một vòng sân viện thọ niên lại chạm mặt với lam nhược đình tỏ vẻ phượng nhược nghĩa và phượng nhược tiết không cách nào gấp gáp trở về tham gia hôn lễ của muội muội được hy vọng bên này bỏ qua cho có điều hai vị huynh trưởng đều phái người đưa lễ nặng về Đối với chuyện này, Lam Nhược Đình tỏ vẻ đã hiểu, Phượng Nhược Nghĩa và Phượng Nhược Tiết vốn thống lĩnh binh sĩ trấn thủ những nơi trọng yếu của quận Quảng Nghĩa, bây giờ Phượng Lăng Ba và Thương Triều Tông trở thành thông gia, còn không biết triều đình bên kia có thể bí quá hóa liều hay không, bên này không dám qua loa chủ quan, ngược lại phải tăng cường đề phòng, người chỉ huy tối cao nào dám thoát thân. Tiến thọ niên đi, Lam Nhược Đình trở lại trong sân viện thuật lại những gì thọ niên nói cho Thương Triều Tông nghe một lần. Thương Triều Tông ậm ừ, rõ ràng thấy không yên lòng cách thời gian chính thức tới phủ thái thú cưới vợ chỉ còn một canh giờ, lần đầu làm việc ấy, nói căng thẳng cũng không ngoa. Quan trọng nhất chính là cho đến bây giờ cũng chưa được gặp mặt Phượng Nhược Nam lần nào, nghe nói Phượng Nhược Nam tính tình nóng nảy, như hữu đạo làm chuyện hư hỏng kia nên toàn bộ áp lực đều đổ hết lên đầu y. Hết lần này đến lần khác còn không thể trách nghiêu hữu đạo, người ta làm chuyện thất đức nhưng cũng chỉ có thể cảm ơn thôi. Làm chuyện thất đức hãm hại người ta có thể đạt đến cảnh giới này, thương triều tông cũng coi như phục nghiêu hữu đạo, hoàn toàn thay đổi cách nhìn trong ấn tượng của y đối với đệ tử thượng thanh tông bên này thấp thỏm âu lo nhiều Hiếu đạo dẫn hai người từ từ tản bộ tiến vào trong tầm mắt ba người một người là viên cương người còn lại là viên phương mặt mũi xương vù yếu ớt đi theo sau đuôi ba người thương triều tông phát hiện mấy ngày nay trên người yêu gấu mỗi ngày đều có vết thương mới liếc mắt nhìn cũng có thể đoán được là ai đánh rõ ràng viên phương mỗi giây mỗi phút đều nhìn sắc mặt viên cương thỉnh thoảng viên cương đưa mắt nhìn sang một cái là có thể dọa viên phương lùi ra sau hai bước. Mấy người kỳ quái, cũng không biết yêu gấu này đã làm gì đắc tội với nghiêu hữu đạo để mỗi ngày đều bị đánh. Về phần vì sao nói là đắc tội với nghiêu hữu đạo, bởi vì đạo lý rất đơn giản, tiếp xúc mấy ngày sau có thể không biết viên cương không phải người nhiều chuyện, không nhận được ý của nghiêu hữu đạo làm sao viên cương lại ngược đãi yêu gấu kia như vậy. Ba người đoán là yêu gấu còn chưa hiểu rõ về nghiêu hữu đạo lắm, còn không biết thủ phạm thật sự phía sau màn là ai, nghiêu hữu đạo là người tương đối có phong độ, bề ngoài thoạt nhìn rất hiền hòa hình như yêu gấu càng muốn tiếp cận như hữu đạo hơn hôm nay vương gia thật có tinh thần như hữu đạo đi tới vui tươi hớn hở bật cười có thể không có tinh thần à mặc đồ tân lang cơ mà thương triều tông hơi bất đắc dĩ nói đạo gia ngài đừng chiêu chọc bản vương nữa đã cùng nhau trải qua một số việc an tâm ở chung được mấy ngày thái độ qua lại của hai bên cũng trở nên hiền hòa không ít tối qua vương gia không nghỉ ngơi tốt à Nghiêu Hữu Đạo nhìn mắt quần thầm mấy ngày nay vẫn luôn không tan của y, hôm nay rõ ràng đã bôi lên chút phấn để che giấu. Thương Triều Tông thấy hơi không chịu được hắn, người này quá thiếu đạo đức, mấy ngày nay mỗi ngày đều mở miệng nhắc nhở y một lần. Lam Nhược Đình mỉm cười, lần đầu làm chuyện lớn trong đời, tâm tình vương ra có thể hiểu được. Dưới khăn lụa, Thương Thục Thanh hé miệng cười trộm, dù sao người khác cũng không nhìn thấy, ánh mắt của nàng ta lại nhìn không được liếc nhìn kiếm lửa gạt trong tay Nghiêu Hữu Đạo, thấy hơi đau lòng cho thanh kiếm này. Nàng ta đương nhiên nhận ra thanh kiếm này là nàng ta tự mình đưa đến Thượng Thanh Tông bảo kiếm mà năm đó Đông Quách Tiên Sinh đã trịnh trọng tặng cho phụ thân, thế mà nay lại rơi vào kết quả bị trà đạp như vậy, cũng hơi quá đáng đi. Có điều đồ vật đã là của người ta, người ta muốn dùng thế nào cũng là chuyện của người ta, người khác không thể nói được gì. Đạo gia, chờ lát nữa cùng đi đi, thương triều tông chủ động mời. Nghiêu hữu đạo biết y y chỉ phủ thái thú nhưng cảm thấy vẫn nên tránh đi thì tốt hơn, khoát tay áo nói ta không đi, Bên này cũng nên để lại người giữ nhà. Nhưng người chỉ chỉ Viên Phương, lão Hùng vẫn chưa có thân phận chính thức, chỉ sợ sau này sẽ có rắc rối, muốn nhờ Lam Tiên Sinh quay đầu nói vài câu với Phượng Lăng Ba bên kia, giúp lão Hùng làm một thân phận chính thức, sau này cũng tiện ra ngoài đi lại. Viên Phương mặt mũi xương phù lập tức nặn ra một nụ cười, thầm nghĩ vị này thật là người tốt. Chương 88, chuyện đứng đắn. Lão Hùng, vẻ mặt của ba người thương Triều Tông hơi kỳ lạ ở đây vừa có khỉ, hầu tử, vừa có trâu, như bây giờ lại nhảy ra một con gấu, thật đúng là tổ hợp kỳ dị." Lam Nhược Đình vuốt cằm nói, "Lát nữa ta sẽ tìm quản gia Thọ Niên nói sơ qua, vấn đề cũng không lớn." Bên này trao đổi chuyện một hồi, giờ lành đi đón dâu cũng sắp đến, Nưu Hữu Đạo phất tay cho Viên Phương lui ra, nghiêm mặt nói, "Vương ra, có mấy lời không biết có nên nói hay không?" Thương Triều Tông lập tức lộ ra vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo, "Cứ nói đừng ngại." Nưu Hữu Đạo liền nói, "Hôm nay động phòng vương gia cần xem như xử lý chính sự, cần phải một lần bắt được Phượng Nhược Nam. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, sao có thể không hiểu lời này là có ý gì, ai nấy đều im lặng, ba người còn tưởng là hắn có chuyện đứng đắn gì, ai ngờ lại nói tới chuyện này. Thương Thục Thanh vẫn là một cô nương, đột một nghe đến việc này, thấy hơi đỏ mặt không yên, trong lòng thầm phỉ nhổ, không biết nên đứng lại hay không. Thương Triều Tông lúng túng, rất muốn hỏi hắn xem có ai nói chuyện như ngươi không hả, Lam Nhược Đình thở dài, đạo ra, đem chuyện riêng tư bậc này ra bàn bạc, hình như không ổn lắm đâu. Ngụ ý là kêu Nghiêu Hữu Đạo tự trọng đi, Nghiêu Hữu Đạo khoát tay áo, mọi người đừng nghĩ lung tung, ta nói nghiêm túc mà, có thành vợ chồng thật sự với nữ nhân này hay không khác biệt rất lớn, vương gia muốn mượn người ngựa của Phượng Lăng Ba biến thành người ngựa của mình, không có Phượng Nhược Nam dụng tâm phối hợp là không được, vẫn nên nhanh chóng rút ngắn quan hệ thì tốt hơn. Mấy người im lặng, dưới tình huống nguy hiểm cầu sinh đến mức này, chủ đề tuy khá xấu hổ, nhưng không phải không có đạo lý. Phượng Lăng ba chủ động để con gái đi theo thương Triều Tông cùng đến huyện Thương Ngô, chưa hẳn không có ý muốn theo dõi, quyền chỉ huy người ngựa chắc chắn nằm ở trong tay Phượng Nhược Nam, sẽ không nghe thương Triều Tông điều khiển, mà 10 vạn tướng quả bên này là không bỏ ra nổi. Nếu Phượng Nhược Nam đi theo bước ép không tha thì sẽ rất phiền phức, bây giờ giải quyết Phượng Nhược Nam quả thực là chuyện lớn quan trọng nhất. Lúc này bên ngoài vừa khéo có người đến dục thương Triều Tông khởi hành, vừa vận hóa giải bầu không khí xấu hổ giữa Thương Triều Tông và Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình ra hiệu cho hai người dẫn đầu đi trước. Đợi sau khi hai huynh muội đi rồi, Lam Nhược Đình tiến đến gần Nghiêu Hữu Đạo ghé vào. Lời đạo gia nói ngược lại làm ta mơ hồ thấy hơi lo lắng, qua hai hôm mày mò tình huống xem ra Phượng Nhược Nam tính tình nóng này, không có tình cảm gì với vương gia, việc này chỉ e hơi rắc rối. Nghiêu Hữu Đạo thấp giọng đáp, đây chính là điều làm ta lo lắng, động phòng chính là cơ hội tốt. Qua hôm nay, Ta sợ Phượng Nhược Nam chưa hẳn chịu qua đêm trong cùng một phòng với vương gia, nếu hai người vẫn luôn chia phòng không chịu ở chung thì sẽ rất rắc rối. Ngay cả người cũng không ở cạnh vương gia thì làm sao trái tim ở chỗ vương gia được, huống hồ người ta còn mang theo nhiệm vụ trên người. Cho nên tối nay cần phải làm vương gia bắt được Phượng Nhược Nam. Lam Nhược Đình nhịn không được cười khổ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày thế mà lại xem loại chuyện này như chính sự đem ra thảo luận với người ta, lắc đầu nói, loại chuyện như này chẳng lẽ kêu vương gia dùng sức mạnh ư? Nghiêu Hữu Đạo vội ho một tiếng, động phòng hoa trúc, chuyện danh chính ngôn thuận kia mà. Vương gia lấy chút khí khái nam nhi ra người khác còn có thể nói gì hay sao? Đưa lý do nào ra cũng đều là vương gia có lý, là cô ả kia không hiểu chuyện. Việc này cũng không phải việc nhỏ, tiên sinh cần phải đôn đốc vương gia đấy. Hai, Lam Nhược Đình buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu. Đợi Lam Nhược Đình đi rồi, sau khi chỉ còn lại hai người Viên Cương và Nghiêu Hữu Đạo, Viên Cương bỗng nhiên cất tiếng, bên giáo trường trong quân doanh phượng nhược nam đâm đạo ra một thương nghiêu hữu đạo biết hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ nói câu này quay đầu hỏi lại sao lại nói vậy viên cương đáp phượng nhược nam quả thật là một viên mãnh tướng ra tay lực đạo không nhỏ căn cứ theo quan sát của ta vương ra chưa chắc là đối thủ của nàng ta đâu nghiêu hữu đạo hiểu rõ ý của hắn ta nếu trong lúc động phòng thương triều tông dùng sức mạnh chỉ sợ sẽ bị đánh cũng khó mà thuận lợi chợt thấp giọng dặn dò người nghĩ cách chuẩn bị một ít nguyễn cân tàn đi viên cương nghe xong lập tức hiểu rõ hắn muốn làm gì liếc mắt loại chuyện hạ lưu này đừng có tìm ta nghiêu hữu đạo lườm hắn ta một cái ta cũng không làm loại chuyện hạ lưu dành cho người trong giang hồ này trước kia hễ ta gặp một tên thì phế một tên đâu phải ngươi không biết sao lại kêu ngươi đi làm cái tên kia quen làm chuyện tương tự như vậy ở chùa nam sơn kinh nghiệm phong phú trong tay chắc chắn có thứ này dứt lời hai người liếc nhau viên cương không lên tiếng xoay người bỏ đi nghiêu hữu đạo đưa mắt nhìn tặc lưỡi, yêu tinh kia sẽ không bị đánh nữa đó chứ. Trong tiểu viện, một đám hòa thượng lòng Phật không phai mờ, dường như vẫn duy trì phong cách ở chùa Nam Sơn, đọc kinh thì đọc kinh, quét rác thì quét rác, trong nội viện cũng không cần người khác quét dọn, chính bản thân bọn họ đã quét dọn sạch sẽ. Viên cương vừa đến, một đám hòa thượng giống như chim sợ cành cong, bất kể làm gì đều buông công việc trong tay xuống, từng người dõi theo hắn ta, đều cảm thấy viên cương đáng sợ. Người khác đáng sợ là bởi vui buồn bất chợt, còn người này là vì không nhìn ra vui buồn trên mặt không có đạo lý nào có thể thuyết phục nói ra tay là ra tay ngay khiến người ta khó lòng đề phòng gần đây ngược lại bọn họ có thể tận mắt thấy viên cương hung ác đánh đập viên phương hàng ngày mỗi lần viên cương vừa đến chính là chủ trương ra tay đánh giờ này lại chạy tới bình thường một ngày đánh hai lần hôm nay không phải đã đánh xong hai lần rồi sao tại sao lại tới nữa vậy viên phương vô cùng lo lắng sợ hãi nhưng vẫn trơ mặt súng xít tới cúi đầu khom lưng nói, viên gia có dặn dò gì hả? À? Điệu bộ này thực sự làm tổn hại hình tượng đường đường là sư phụ trụ trì, chẳng qua với mặt mũi sưng vù bây giờ thì không còn hình tượng gì đáng nói nữa. Đi theo nghiêu hiếu đạo gọi hầu tử, lỡ lời kêu hai lần đều bị hắn ta hung tợn đánh cho hai lần, giờ phải sửa lại miệng. Vào đây, viên cương nói, đi lướt qua người, trực tiếp tiến vào một căn phòng trống, cũng là căn phòng lần đầu tiên đã đánh viên phương. Viên phương nơm nớp lo sợ không dám tiến vào, nhưng mà lão ta không gánh nổi thói quen một khi không vui sẽ ra tay độc ác của đối phương, quyền cước quá cứng quá nặng, không dám kéo dài thời gian, kiên trì vội vàng đi vào theo. Cạch, cửa bị đóng lại rồi, đám hòa thượng còn lại trong nội viện hai mặt nhìn nhau, nhìn chăm chăm, vỉnh tay nghe, có người bắt đầu lần chàng hạt trong tay không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Đều đang bắt đầu lo lắng, cho dù là yêu tinh cũng không chịu được mỗi ngày đều bị đánh dã man như vậy đúng không? Hình như cầu nguyện có hiệu quả, trong phòng rất yên tĩnh, không xuất hiện tiếng động mà mọi người lo lắng. Có điều trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng giật mình của viên phương, viên gia, ta không làm loại chuyện này đâu. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Cái đó, viên gia, ta thật sự không có thứ đó. Quái, ui ra, đám người bên ngoài dựng cả tóc gáy lên, tiếng đánh đập binh bốp bốp quen thuộc lại xuất hiện, xen lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết của viên phương. Viên gia, đừng dùng dao, đừng dùng đao, sẽ chết người đấy. Ngươi là người ư, viên gia, có, ta có, không gạt ta đó chứ, ta thể với trời, có, tuyệt đối là có, nếu có nửa chữ giả dối thì ta sẽ bị ngài băm ra. Có thể làm tốt không, ta bảo đảm, viên gia chờ tin tức tốt của ta là được, nếu có chút sai sót nào ta sẽ đưa đầu tới gặp. chương 89, bọn ta là hộ vệ của vương gia. Trong phòng hình như lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh ôn hòa nhã nhận, chợt có tiếng thì thầm, một lát sau cửa két một tiếng mở ra, viên cương như không có việc gì đi ra, nhanh chân rời đi. Chờ đến khi bóng dáng viên cương hoàn toàn biến mất khỏi tiểu viện, đám hòa thượng mới tranh nhau chạy tới cửa phòng, thì thấy viên phương đang ngồi trong góc tường chùi máu mũi, chật vật không chịu nổi, vẻ mặt thê thảm ai oán. Đám hòa thượng dối giết chạy vào, như hối đứng đầu đông viện và như minh đứng đầu tây viện, hai người bắt tay nhau dìu viên phương đứng lên, đỡ lão ta ngồi xuống một cái ghế. Như Minh bi thương nói, chủ trì chịu uất ức vì bọn ta rồi. Không sao, Viên phương lau máu mũi, nhìn màu đỏ trướng mắt trên tay, thân sắc run rẩy nói, tên hầu tử kia khinh người quá đáng. Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt, món nợ này tạm thời nhớ kỹ, sớm muộn gì ta cũng lột ra, rút gân của hắn ta. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng lạch cạch, viên phương kinh hãi giống như bị đao thọc vào mông, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Đám hòa thượng cũng bị tiếng động bất ngờ này dọa đến run rẩy, còn tưởng rằng viên cương trở về, kết quả ngoài cửa có một tên hòa thượng ấp úng nói một câu cây trổi không cất kỹ nên rất ạ. Phù, đám hòa thượng thở phào nhẹ nhõm, viên phương chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, lòng có ma chướng, Phật tổ trách tội, tội lỗi, tội lỗi. A-di-đà Phật, đám hòa thượng cũng chắp tay trước ngực theo, liên thanh niệm Phật. Viên phương buông hai tay xuống, đôi mắt đảo qua một vòng trên mặt từng người, vẫy vẫy tay với đám người, ra hiệu tới gần một chút. Lau máu mũi thấp giọng nói, có chuyện cực kỳ quan trọng cần tranh thủ thời gian xử lý, nếu không tên hầu tử mắc toi kia sẽ đến gây rắc rối cho chúng ta, lúc nãy vậy mà hắn ta đã đưa ra lời ham dọa. Trong quận thành tiếng khua chiêng gõ trống ẩm ý một đường, thương chiều tông khoác lụa đỏ cưới trên con ngựa cao to, thân vệ hai bên cầm theo túi tiền không ngừng giải tiền đồng đã đổi sẵn vào bên trong đám người đứng xem náo nhiệt ven đường, đổi lấy một đường tiếng khen và tiếng chúc mừng. Phủ thái thú vô cùng náo nhiệt, khách và bạn bè ngồi đầy, có thể may mắn tiến vào đều là nhân vật có tiếng tăm trong quận Quảng Nghĩa, bình thường tuy phú hộ có dâng lên hậu lễ nhưng chưa hẳn có thể đi vào tiệc ngoài trời bày trên con đường bên ngoài phủ là chuẩn bị cho bọn họ ngoại trừ điều trọng binh canh phòng xung quanh ra trên trên dưới dưới mái hiên của phủ thái thú đều có người đứng gác ánh mắt cảnh giác canh chừng trong ngoài phủ thái thú dưới sự hộ tống của người ngựa tân lang chen chúc đi đến già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ liên tiếp cất tiếng chúc mừng vương ra thương triều tông nhảy xuống ngựa không ngừng ôm quyền cảm tạ tân khách hai bên chỉ có thể ở bên ngoài uống rượu mừng bất kể có quen biết hay không cũng đều nở nụ cười, một đường tỏ vẻ cảm ơn. Lúc thật sự đến hiện trường, Thương Triều Tông ngược lại không căng thẳng, quý tộc bẩm sinh từ trong xương cốt, người bình thường không thể so sánh được. Vào tới trong phủ, có người dẫn Thương Triều Tông đến khuê phòng của Phượng Nhược Nam, đây là lần đầu tiên Thương Triều Tông nhìn thấy Phượng Nhược Nam nhưng chẳng nhìn được mặt, vì tân nương đã trùm khăn van đỏ. Có điều Thương Triều Tông có thể cảm giác được vóc người Phượng Nhược Nam giấu dưới mũ phượng khăn quàng kia lúc nắm lấy đóa lụa đỏ kết hoa rắt phượng nhược nam đi ra thương triều tông rõ ràng nhận ra vóc dáng của phượng nhược nam hình như còn cao hơn mình một chút cũng không biết nguyên nhân có phải là vì đối phương đội mũ phượng hay không phải biết rằng vóc dáng của thương triều tông y cũng xem như tuấn tú khôi ngô cũng có thể nói là tương đối cao trong số nam nhân nữ nhân có thể so vóc dáng chiều cao với y cũng coi như ghê gớm có điều chuyện này cũng chẳng có gì cưới phượng nhược nam đã sớm phải chuẩn bị tâm lý đây là hy sinh mà y nhất định phải làm chỉ là lòng y đang tràn đầy phiền muộn với chuyện mà trên đường Lam Nhược Đình đã lặng lẽ dặn dò y. Hai người đi đến chính đường, nghi thức bái đường đơn giản cũng chỉ như vậy, Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan ngồi ở ghế trên. Nhìn con gái cuối cùng cũng gả đi, Bành Ngọc Lan nửa vui nửa buồn, nhịn không được chảy nước mắt xúc động, rồi lại không ngừng lau đi. Nghi thức hoàn thành, đám người sắp hàng hai bên đường vui vẻ đưa tiến, ra khỏi phủ thái thú, Phượng Nhược Nam lên kiệu hoa, Thương Triều Tông lên ngựa, một nhóm người quay về sân viện nghỉ chân các tân khách ở phủ thái thú bắt đầu vô cùng náo nhiệt uống rượu, chủ nhân nhiệt tình mời. Trên đường rước dâu về, trong đội ngũ tăng thêm không ít người, tu sĩ rõ ràng tăng lên, một đường cảnh giác cường độ cao để phòng xung quanh, không ngừng dò xét bá tánh các tiếng chúc mừng hai bên đường. Tạm đưa tân nương tử qua cửa vào sân viện, cũng chuẩn bị sẵn thịt rượu như trước, bên này thương triều tông không có thân bằng quyến thuộc hay bạn bè gì, triều đãi đều là thân vệ tùy tùng cùng đi theo. Chủ viện hậu viện, chính là nơi tân lang và tân nương động phòng, hai nha hoàn bưng khay rượu đi đến, còn chưa tới cửa ra vào hỉ phòng, bỗng nhiên xuất hiện mấy người nhảy ra, dọa hai nha hoàn giật thót. Mấy người này, cầm đầu là một lão đầu dâu bạc trắng, gương mặt hơi dữ tợn, nói cho đúng hơn là mặt mũi bầm dập, chính là Viên Phương. Mấy đệ tử chùa Nam Sơn tự lấy Viên Phương cầm đầu, ngăn cản hai nha hoàn, chất vấn, làm gì đấy? Hai nha hoàn này dù sao cũng xuất thân từ gia đình lớn, hiểu được chim nổi, không quá sợ phiền phức, một người đáp tân nương sắp đến, chuẩn bị rượu dao bôi và trà bánh cho hỷ phòng, các người đang làm gì vậy? Trước đó hai người từng ra vào mấy lần trong sân, không nhìn thấy mấy gia hỏa đội mũ nỉ này. Viên Phương bình tĩnh đáp, bọn ta là hộ vệ của vương gia, chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn của sân viện này. Hai nha hoàn nhìn nhau, ngược lại không có nghi ngờ, nơi này phòng thủ kín đáo chặt chẽ, người ngoài không thể tiến vào. Bọn ta muốn kiểm tra thứ này một chút, Viên Phương chỉ chỉ dụng cụ đựng rượu bầy trong khay trên tay hai người. Một nha hoàn lắc đầu nói, không cần, những thứ này đều đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, không có vấn đề gì. Viên phương nghiêm túc nói, phủ thái thú bên kia kiểm tra là việc của phủ thái thú, bên này vương ra bọn ta kiểm tra sơ qua chẳng lẽ không được. Lời này làm hai nha hoàn không biết nên đáp lại thế nào, viên phương cũng không cho hai người cơ hội giải thích, phất tay khẽ ra hiệu, mấy tên hoàn thượng vội vào tới trực tiếp giật lấy đồ trên tay hai người. Các người, hai nha hoàn hiển nhiên thấy không vui đối với hành vi thô lỗ như vậy, còn chưa kịp trách cứ, Viên Phương lại lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người, "Hiện giờ ngược lại ta nghi ngờ thân phận của hai người các người, các người có thể chứng minh các người là người của phủ thái thú không?" Hai nha hoàn quay đầu nhìn lão ta, hình như vừa bực mình vừa buồn cười với câu hỏi này, một người đáp, "Vị lão tiên sinh này, còn cần chứng minh ư? Nếu không phải người của phủ thái thú thì sao bọn ta có thể xuất hiện ở đây chứ?" Viên Phương hỏi, "Các người tên gì, ta muốn xác minh một chút." "Phan Tâm, Phan Lệ." Tuy hai nha hoàn thấy không vui nhưng vẫn trả lời. Sau lưng hai nha hoàn, một hòa thượng khẽ gật đầu với viên phương một cái, đưa mắt ra ám hiệu, nói chắc là không có vấn đề gì. Viên phương xua tay nói, trả đồ cho người ta, phái người đi hỏi xem có phải bên này sắp xếp cho hai người này hầu hạ không. Trả lại khai cho hai người, một hòa thượng chạy chậm ra khỏi sân nhỏ. Lúc hai bên rằng co, văn lệ nhìn chằm chằm viên phương dò xét từ trên xuống dưới nhịn không được hỏi một câu, lão tiên sinh, mặt ông làm sao vậy, bị người ta đánh hả? À, viên phương sờ mặt mình một cái, chạm vào đau nhức, khóe miệng hơi giật giật, bỏ tay xuống rồi nghiêm túc đáp té. Trong lòng đang nguyền rủa người nào đó, văn lệ chật chật, té thành như vậy, chắc là té mạnh lắm đây. chương 90, phải làm cho hắn hối hận khi đã cưới ta, một. Viên phương đáp, cưới ngựa rong rồi, ngựa sứt móng, cho nên té hơi mạnh. Đột nhiên phản ứng lại, có cần giải thích với mấy người hay không? liền trợn mắt hỏi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Văn lệ vui cười, bọn ta là nha hoàn hồi môn đi theo tiểu thư, các người là hộ vệ của vương gia, sau này có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt đó. Ngụ ý là hiện giờ làm quen chút đi, lời này làm viên phương thấy hơi trột dạ, bây giờ từng xuất hiện ở đây, vẫn nên cố gắng đừng để đối phương ghi nhớ mình thì tốt hơn. Lúc này, tên hòa thượng vừa ra ngoài lại nhanh bước trở về, gật đầu nói với viên phương, đúng là có hai người này. Đi thôi, viên phương phất tay, dứt khoát dẫn mấy tên đệ tử chùa nam sơn nghênh ngang bỏ đi phan tâm phan lệ xoay người rời đi bận rộn chuyện của mình ra khỏi sân nhỏ viên phương phất tay để người đi theo mình về trước còn bản thân thì chạy tới chỗ nghỉ chân của viên cương hai người mới bắt đầu xuất hiện bên này đều là thân vệ của thương chiêu tông cũng không giống người trong phủ thái thú nên cũng không chú ý hình tượng lắm thương chiêu tông xuống ngựa dẫn tân nương từ trong kiệu hoa ra đám người lập tức gieo họ ồn ào chen chúc tới trong quân đội quan hệ giữa thượng cấp và hạ cấp không có nhiều quy tắc như quan văn một thống soái tốt sẽ không bao giờ kiêu căng tự đại trước mặt huynh đệ mình có lúc cần quân đội kỷ luật nghiêm minh thế nhưng cũng có lúc mọi người đều có thể thoải mái và vui vẻ khi kỷ luật nghiêm minh tức là thượng cấp và hạ cấp khi thoải mái và vui vẻ chính là huynh đệ ví dụ như ninh vương lúc còn sống đều có thể ôm vai bá cổ một tiểu binh có thể tụ cùng một đám tiểu binh chém gió vui vẻ hoặc có thể cùng ăn cùng ở giúp tiểu binh gắp thức ăn đánh bạc thua cũng có thể bị tiểu binh dùng cho bôi mặt điều này là rất bình thường, thế nhưng tình hình này ở trong mắt đám quan văn thì thật sự không thể tưởng tượng được. Từ nhỏ tới giờ thương chiêu tông đều ở cùng với cha của mình nên cũng bị ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không giả bộ cái gì với các huynh đệ của mình. Bị các huynh đệ quấy rối thì thương triều tông chỉ có thể chắp tay cười xin lỗi. Mà một đám thân vệ cũng là lần đầu tiên được gặp tân nương, chỉ cần nhìn vào khổ người của nàng khi đứng cạnh vương ra thì cả đám đều líu lưỡi, vương phi có vóc người khỏe mạnh như này chắc chắn là chỉ có một trong thiên hạ mà thôi nghiêu hữu đạo thì đứng ở trong một đình nghỉ mát cạnh một hòn giả sơn cười tùng tỉm khi thấy cảnh này viên cương lặng lẽ đi tới cạnh hắn rồi nhẹ nhàng đút một viên thuốc vào tay hắn hắn quay đầu lại nhìn thì viên cương gật đầu nụ cười của nghiêu hữu đạo càng tươi hơn tiếp tục xem kịch vui ôm vào động phòng không biết người nào hô lên ở trong đám người ồn ào này mọi người liền hưởng ứng hô to ôm vào động phòng ôm vào động phòng lam nhược đình xua tay cũng vô dụng chỉ có thể cười khổ thế nhưng trên đường đi các huynh đệ khó lắm mới gặp dịp vui vẻ như này nên hắn ta cũng không muốn ngăn cản mọi người thương chiêu tông xin tha cũng vô dụng không biết làm sao cả chỉ đành vén ống tay áo chuẩn bị làm theo muốn ôm phượng nhược nam vào động phòng ai ngờ phượng nhược nam lại giơ chân ra đạp thẳng vào bàn chân của thương chiêu tông giống như có thể quan sát được cảnh bên ngoài khăn trùng vậy cả người thương chiêu tông lảo đảo suýt chút nữa thì bị ngã sắp xuống đất cũng may là một đám người bên cạnh đỡ được rất rõ ràng đó chính là Phượng Nhược Nam không cho thương Chiêu Tông chạm vào người mình, cũng không muốn để cho người bên cạnh càng vui vẻ hơn. Trong nháy mắt, hiện trường trở nên rất yên tĩnh, đám người vừa nãy còn ồn ào thì bây giờ đều câm như hến, mặc dù bọn họ chỉ là tiểu binh thế nhưng cũng không phải kẻ ngu, cũng đều là người nhạy cảm, cho nên đám thân vệ chậm rãi lùi lại, yên lặng mà nhường đường, trên mặt đều xuất hiện sự xấu hổ, bầu không khí náo nhiệt biến mất không thấy gì nữa. Thương Thục Khanh thấy vậy thì cũng không nói cái gì. Còn lông mày của Lam Nhược Đình thì nhíu lại. Chân của Thương Chiêu Tông bị giẫm khá đau, thế nhưng khi nhìn thấy phản ứng của đám huynh đệ xung quanh thì trái tim càng đau hơn nhiều, những người này đều bán mạng cho mình a. À. Hắn ta nổi giận nhìn về phía Phượng Nhược Nam, tóm lấy cổ tay Phượng Nhược Nam rồi kéo về phía mình. Phượng Nhược Nam chỉ hơi vùng vẫy rồi lại không phản kháng nữa, có lẽ cũng là người trong quân đội nên có thể hiểu được loại tình cảnh này một cước kia của nàng tạo thành hiện trường yên lặng làm cho nàng cảm thấy gì đó nên chỉ hơi dãy giụa rồi đành để thương chiêu tông ôm ngang người đi động phòng thương chiêu tông giống lên rất khí thế ôm phượng nhược nam rồi đi úp đám thân vệ hò reo phương gia vẫn rất bá khí hàng phục nữ nhân này dễ dàng cũng không cần lo lắng thêm cái gì một đám người đi theo thương chiêu tông vỗ tay khen ngợi còn có người huýt sáo rất là náo nhiệt chỉ là phượng nhược nam bị người đàn ông này ôm có tâm trạng như thế nào thì mọi người đều không biết được cô quá xem thường vương ra lực cánh tay của người ta vẫn rất mạnh nha như hữu đạo rất vui vẻ mà cười nhạo một câu ánh mắt của viên cương khi nhìn về phía thương chiêu tông xuất hiện sự khen ngợi sau khi ôm phượng nhược nam vào phòng tân hôn rồi thương chiêu tông lại ra ngoài vung tay lên tuyên bố uống chén rượu lớn ăn miếng thịt to mở tiệc úp đám thân vệ lại gieo hò lần nữa đi theo thương chiêu tông rời khỏi nơi đây vừa đi vừa cười tô tuét để lại khoảng sân nhỏ trở nên yên tĩnh lại. Nơi nóc nhà hoặc vài điểm cao xung quanh khu này xuất hiện mấy người tới quan sát, Bạch Diêu cũng xuất hiện ở đây, hắn ta ôm thanh kiếm trong ngực, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Bữa tiệc rất vui, đám thân vệ vừa cười vừa náo, trong bữa tiệc linh đình, có người ngồi, có người đứng, có người thì làm vài hành vi phóng đãng bởi vì quá vui vẻ. Nguyên nhân tại sao thì không cần nói nữa, Phượng Nhược Nam đã được gả đi, chuyện này cũng đã được quyết định điều này có ý nghĩa ra sao thì mọi người đều hiểu biết, lúc trước bởi vì áp lực về tương lai còn không rõ ràng rất lớn, bây giờ thì cũng có thể buông lỏng rồi. Đám người đi lại liên tục quanh bữa tiệc, tôi chúc anh, anh chúc tôi, tiếng nói chuyện đều rất lớn, thương chiêu tông đi tới nơi nào đều bị một đám huynh đệ ấn ngồi xuống bắt mời rượu. Thật sự là không thể chối từ, cũng bởi vì hôm nay là ngày vui và thương chiêu tông còn áy náy với đám huynh đệ bởi chuyện lúc trước cho nên hắn ta không từ chối chén nào cả, uống rất là sảng khoái. Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình, Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương ngồi cùng nhau trên một cái bàn, Viên Phương cũng ở đó luôn, cũng bởi vì Ngưu Hữu Đạo cố ý gọi hắn ta từ bàn của Nam Sơn tự tới. Khi được ngồi cùng bọn họ thì Viên Phương cũng cảm thấy rất là ngại, thế nhưng cũng biết được nhân cách của Ngưu Hữu Đạo rất tốt, hơn xa Viên Cương, hai người thật sự là không thể so sánh được. Khi thấy mọi người liên tiếp mời rượu Thương Chiêu Tông thì Ngưu Hữu Đạo chỉ cười cười, thỉnh thoảng còn gắp chút ngồi và uống ít rượu. Hắn cũng rất thích ăn ngon thế nhưng lại không tham. Rượu chè quá độ là điều hắn không bao giờ để xảy ra, hành vi cử chỉ lúc bình thường mặc dù khá tùy tiện thế nhưng vẫn có sự cẩn thận, kể cả vui vẻ hơn thế nhưng không thể quá đáng, theo góc độ nào đó mà nói thì hắn cũng là một người tự hạn chế. chương 91, phải làm cho hắn hối hận khi đã cưới ta, hai. Vương gia cứ uống như vậy thì sẽ say đó, như hữu đạo nâng chén với Lam Nhược Đình rồi cười nói. Lam Nhược Đình hiểu ý của hắn, cũng cảm thấy thương chiêu tông uống hơi nhiều nên đặt chén rượu xuống rồi đứng dậy, rời khỏi bàn này, sau đó gọi vài bách phu trưởng lại, bàn tán cái gì đó. Sau khi mấy bách phu trưởng kia trở lại thì bắt đầu liên kết lại cản rượu cho thương chiêu tông. Khi thương chiêu tông đi tới bàn bên này thì Ngưu Hữu Đạo cầm bầu rượu ở trước mặt của mình, tự mình rót cho thương chiêu tông một chén rượu rồi nói, vương ra, ta mời ngài một chén. Rượu của Ngưu Hữu Đạo đương nhiên là phải uống, thương chiêu tông chạm một cái rồi ngửa đầu uống sạch. Ngưu Hữu Đạo cười, sau đó, Lam Nhược Đình lại nói thêm cái gì đó với thương chiêu tông, có vẻ là khuyên hắn ta không nên uống nữa, động phòng quan trọng hơn. Thương Chiêu Tông hơi xấu hổ, thế nhưng hành vi của Phượng Nhược Nam ngày hôm nay làm hắn ta hơi tức giật, sau khi uống một trận thì gan rất lớn, dũng khí cũng lên rất cao, quyết định không thèm nương tay với Phượng Nhược Nam ngày hôm nay nữa, quay đầu đi thẳng tới phòng tân hôn. Theo Thương Chiêu Tông rời khỏi thì Nhiêu Hữu Đạo cũng không muốn ngồi đây nữa, hắn đứng dậy, dẫn theo Viên Cương và Viên Phương rời khỏi. Đêm động phòng hoa trúc là một đêm tuyệt đẹp, cũng không nên chia sẻ cho người thứ ba biết sau khi để hai người trong phòng cùng nhau văn tâm và văn lệ rời khỏi đó cũng không quên đóng cửa lại văn tâm còn chờ ở ngoài nghe sai bảo văn lệ thì ra ngoài chuẩn bị báo tin để cho người của phủ thái thú biết tất cả nghi thức đều đã hoàn thành mọi chuyện đều thuận lợi thật sự thì người của phủ thái thú cũng biết phượng nhược nam rất không vui cũng hiểu rõ tính tình của phượng nhược nam lo lắng phượng nhược nam sẽ gây chuyện nên rất quan tâm văn lệ vừa mới đi ra ngoài thì đã gặp viên phương vật vờ bên ngoài thấy vậy thì chào hỏi huynh ở đây làm gì vậy viên phương cười ha hả tối nay ta phải ở đây làm bảo vệ đúng rồi chuyện bên trong đều tốt chứ đã uống rượu dao bôi chưa tốt lắm cũng đã uống rồi yên tâm đi không có chuyện gì văn lệ cười nói a à, vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi viên phương vui vẻ mà gật đầu thế nhưng đúng lúc này từ trong phòng tân hôn truyền ra những tiếng động kỳ lạ ngay sau đó văn tâm hoảng hốt chạy ra nói với giọng sốt ruột không tốt tiểu thư và cô ra đang đánh nhau trong phòng tân hôn ây viên phương hơi sửng sốt rồi quay đầu lại chạy thẳng bảo vệ tại cổng cũng nhanh chóng đi báo tin bạch siêu đứng trên nóc nhà nhưng đầu nhìn chầm chầm vào phòng tân hôn sắc mặt vô cảm hơi nhíu mày rồi nhảy xuống trước cửa phòng tân hôn nghiêng tai lắng nghe cũng không cần lắng nghe tiếng động từ trong phòng truyền ra chắc chắn là tiếng đánh nhau quyền cước vù vù lại còn cả những tiếng động khi đồ vật bị đập vỡ cũng truyền ra theo bạch siêu muốn đẩy cửa đi vào thế nhưng lại sợ thấy được cảnh không thích hợp nên nói vọng từ bên ngoài, Nhược Nam, chuyện gì xảy ra? Từ bên trong truyền ra tiếng cười lạnh của Phượng Nhược Nam, Bạch Thúc, chuyện này không liên quan tới Thúc, hắn ta lại còn dám sờ mó ta, để xem ta dạy dỗ hắn như thế nào, nhất định phải làm cho hắn hối hận vì đã cưới ta. Bạch Siêu thật sự không biết trả lời như thế nào, chuyện này phải nói thế nào đây, đành phải nói tiếp, Nhược Nam, ngày vui đừng làm loạn. Phượng Nhược Nam cười rất vui vẻ, Bạch Thúc, trong này là phòng tân hôn, Ta còn không mặc quần áo nha, thúc đừng có mà vào." Tiếng cười rất vui vẻ, có vẻ như đã tìm được cơ hội xả hết những buồn bực những ngày qua vậy. Bạch Siêu đang định đẩy cửa vào, thế nhưng nghe được câu nói đó thì cứng lại, cũng không biết Phượng Nhược Nam nói thật hay đùa, chín phần người là đùa, rõ ràng là không muốn để hắn ta đi vào, thế nhưng chẳng may mà nó thật sự không mặc quần áo thì sao? Như vậy thì quá xấu hổ đi, thế nhưng có một điều có thể chắc chắn, Phượng Nhược Nam có thể vừa đánh vừa nói chuyện thì chắc chắn là đang chiếm thượng phong còn thương chiêu tông còn không có cả cơ hội nói chuyện đương nhiên sẽ không tốt đẹp gì. Thân thủ của Phượng Nhược Nam rất mạnh, dù sao cũng là mãnh tướng rong rủi chiến trường, người bình thường thật sự là kém nàng quá xa, thương chiêu tông cũng có vẻ hơi kém hơn. Bạch Diêu khá đau đầu, Nhược Nam, đừng nghịch ngợm, chú ý có chừng có mực. Thuốc yên tâm đi, hắn ta sẽ không chết đâu, giết hắn ta thì ta sẽ không còn mặt mũi nào mà nói chuyện với cha mẹ, thế nhưng hôm nay ta vẫn phải để hắn nhớ kỹ, con trai của Ninh Vương thì rất giỏi sao. Phượng Nhược Nam hừ lạnh, Bạch Siêu vỗ chán, thế nhưng nghe được lời nói này của Phượng Nhược Nam thì hắn ta cũng yên tâm, chỉ cần chuyện này không làm lớn quá là được rồi. Văn Tâm và Văn Lệ liếc nhìn nhau, cô ra mới là người bị đánh sao. Chỉ một lát sau, Như Hiếu Đạo và Viên Cương được Viên Phương thông báo nên chạy tới, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh được hộ vệ thông báo cũng chạy tới đây. Trên cửa giấy của phòng tân hôn ánh lên hai bóng người đang đánh nhau, đi đi về về, liên tục chấp động. Thương Thục Thanh lo lắng hô, ca, thế nào? Nàng vừa nói xong thì tiếng đánh nhau trong phòng cũng dừng lại, sau đó chuyển ra tiếng hét tức giận của Thương Chiêu Tông, buông tay ra. Cô buông tay ra, tiếng cười lạnh của Phượng Nhược Nam truyền tiếp ra, đàng hoàng chút, đừng cử động, có tin ta sẽ tháo cánh tay này của ngươi ra không? Trong đêm tân hôn lại đánh chồng, thực sự là xấu hổ mà. Bạch Siêu thở dài, thầm nghĩ, trách không được luôn không thể gả ra ngoài, nếu đã sớm gả ra ngoài thì hiện tại sẽ không phải chịu cảnh kết hôn chính trị rồi. Người đàn ông nào mà dám cưới cô gái này chứ, người cũng không phải xinh đẹp như hoa, lại còn không thể dịu dàng như một phụ nữ được sao. Đêm tân hôn lại bị vợ đánh, đường đường nam tử hán lại bị vợ ức hiếp như vậy, thực sự là mất mặt nha. Như Hữu đạo lắc đầu cảm thán, xem ra thật sự là bị viên cương nói dự đoán đúng rồi, thật sự thì thương chiêu tông không phải là đối thủ của phượng nhược nam. Thế là hắn nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu cho viên cương. Viên cương lôi viên phương, dẫn tới một bên cha hỏi. Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh cũng đã nhận ra, trong phòng tân hôn, Thương Chiêu Tông lại bị Phượng Nhược Nam bức hiếp. Thương Thục Thanh khá là lo lắng cho ca ca của mình. Lam Nhược Đình thì nhíu mày, chuyện mà ông lo lắng nhất đã diễn ra, ngay cả trong ngày động phòng thì Phượng Nhược Nam đều không kiêng kỵ chút nào ra tay với Thương Chiêu Tông, như vậy thì thái độ sau này cũng có thể đoán được, coi như có thể mượn được binh đi tới huyện Thương Ngô thì cũng chỉ là phiền phức mà thôi, đừng có mơ người ta sẽ phối hợp với ngươi. Cô buông tay ra, không buông thì sao, lại còn dám động tay động chân với ta nữa, không cắt đứt cái tay này của ngươi đã rất nể mặt rồi, ngươi còn tưởng ta là nữ tử yếu đuối dễ ức hiếp sao. Thực sự là buồn cười, cô là vợ ta mà, ết em. Là vợ ngươi thì sao? Là vợ ngươi thì ngươi có thể chạm vào sao? Nghe được tiếng kêu đau của ca ca thì thượng thục thanh cảm thấy rất lo lắng, chị dâu, về sau đều là người một nhà, chị không nên quá đáng quá. Ở bên ngoài là thục thanh muội sao? Đã là người một nhà thì đương nhiên tỷ sẽ không quá đáng, chỉ là ca ca của muội rất quá đáng mà thôi muội cũng yên tâm đi tỷ sẽ giúp muội quản lý tốt người ca ca vô dụng của muội hắn sẽ ngoan ngoãn ngay thôi phượng nhược nam cũng không quá gay gắt đối với thương thục thanh bởi vì nàng ta cũng biết mặt mũi của mình không được đẹp mà thượng thục thanh lại càng khó nhìn hơn cả mình ít nhất thì chỉ cần kiên cường mình có thể sống như một người bình thường mà thương thục thanh lại không dám lộ mặt của mình ra bởi vì khuôn mặt của nàng ta cực xấu sẽ dọa người khác sợ bởi vì cùng cảnh ngộ nên thái độ của Phượng Nhược Nam khá tốt, hơn nữa Thương Thục Thanh lại khổ hơn mình nhiều, nàng ta đang ở trong tình trạng nghèo túng, tình cảnh của mình mà so với Thương Thục Thanh thì còn tốt hơn nhiều lần. Chương 92, hét lên, Viên Cương đi tới cạnh nhưu Hữu Đạo, nói nhỏ, hai người kia đã uống rượu giao bôi, còn thuốc kia thì hắn ta đã cam đoan là nó có hiệu quả, có lẽ là một lát nữa thì thuốc sẽ phát tác. Thương Thục Thanh đi tới cửa phòng Tân Hôn, nói với Bạch Diêu, tiền bối, có thể để ta đi vào trong nói chuyện được hay không? Bạch Siêu ôm kiếm tránh sang một bên, ông ta cũng hy vọng màn hài kịch này kết thúc nhanh nhanh, nếu như Thương Chiêu Tông xuất hiện chuyện xấu nào đó thì sẽ rất phiền phức, không chỉ với phủ thái thú mà cả bên trưởng môn, ông cũng đều không có cách nào báo cáo. Thế nhưng Phượng Nhược Nam ở trong phòng lại cảnh cáo, thuộc thanh muội, muội cũng đừng vào trong này, trong này chính là phòng tân hôn, tỷ và ca ca của muội đang không mặc quần áo đâu, muội vào làm cái gì chứ? Thương Thục Thanh biết nàng ta đang nói dối nên nói tiếp, chị dâu, em chỉ vào xem chút thôi. Phượng Nhược Nam không cho nàng nói hết câu, tỷ nói không được là không được, tỷ rất dễ hồi hộp, khi hồi hộp thì tỷ sẽ không điều khiển được tay chân của mình, muội mà vào thì chắc chắn tỷ sẽ không khống chế được mà đạp vào một nơi không nên đạp, làm cho nhà của muội đoạn tử tuyệt tôn thì không hay lắm đâu, muội nói xem đúng không. Như Hữu đạo nghe xong suýt chút nữa thì bật cười, cô gái này thật sự là cứng nha. Những lời này cũng chỉ có Phượng Nhược Nam dám nói ra mà thôi, cũng không có cách nào, nàng luôn sinh hoạt tại trong quân doanh, mà ở đó thì toàn là đàn ông nên nàng cũng đã nghe được rất nhiều thứ ngôn ngữ không tinh khiết rồi thỉnh thoảng còn trêu gẹo lại vài câu nữa cơ thỉnh thoảng chính nàng đều quên mình là phụ nữ cho nên khi nói những điều đó thì nàng không cảm thấy ngại ngùng gì cả nói nàng là đàn ông thì cũng không quá đáng chút nào cả tóm lại hôm nay nàng phải tra tấn thương triều tông nhiều chút để giải tỏa tâm lý ấm ức bao lâu nay cũng chẳng biết mình đã không khóc bao nhiêu năm rồi mà mấy ngày gần đây nàng khóc liên tục hiện tại kẻ cầm đầu đã rơi vào trong tay nàng làm sao nàng có thể tha thứ cho hắn ta một cách dễ dàng được. Muốn vào cứu thương chiêu tông sao, ngay cả cửa cũng không có. Ừm, thương chiêu tông lại rên lên một tiếng đau đớn, thương thuộc thanh khá sốt ruột, chị dâu, tỷ đừng làm loạn, có gì thì từ từ mà nói. Phượng Nhược Nam, muội 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 không hiểu rồi, đây gọi là mắng là thân, đánh là yêu, hai người chúng ta đang rất yêu thương nhau, trong phòng này không có chuyện gì liên quan tới muội cả. Nếu không muốn ca ca của muội đau đớn hơn thì hãy ngoan ngoãn mà rời khỏi đây, nếu không đừng trách tỷ không khách khí. Tiện nhân, thương chiêu tông chửi mắng. Ba, một tiếng và miệng truyền ra, Phượng Nhược Nam nói tiếp, lại chửi thêm một câu xem, người sẽ không còn răng ăn cháo nữa đâu. Bạch siêu ở cửa nghe thấy vậy thì lắc đầu, hai, thương chiêu tông, người tự làm tự chịu mà thôi, cưới ai mà chả được tại sao lại muốn cưới người này chứ, bây giờ vui sướng không? Nghe xong mật ngữ của viên cương thì nghiêu hữu đạo khá là cảm khái, mắng thầm thương chiêu tông, đáng đời, đã biết phượng nhược nam không thích ngươi rồi lại còn gấp gáp như vậy làm cái gì tân nương lại không xinh đẹp vẫn thích như vậy sao nếu có thể chờ thêm một lát nữa thì có cần chịu tội như này đâu chứ hắn hơi tính toán một chút cũng có thể biết rõ đại khái sau đó nói quận chúa vương phi nói đúng đó đây là chuyện của hai vợ chồng nhà người ta người ngoài không nên xen vào chuyện động phòng này thì kệ bọn họ đi cũng sẽ không chết người chúng ta vẫn là đi về làm việc của mình đi thương thục thanh ngạc nhiên mà nhìn lại lam nhược đình đang cau mày cũng quay qua tiếng nói khá thoải mái của phượng nhược nam truyền ra như hữu đạo cuối cùng thì tên lừa đảo nhà ngươi cũng đã nói một câu tiếng người về sau còn nhiều thời gian chúng ta lại giới thiệu lại một lần như hữu đạo yên lặng hắn vừa mới nói một câu mà đã bị người phụ nữ này nhận ra rồi xem ra cô nàng này đã nhớ kỹ hắn đây là muốn về sau tính sổ với mình sao ai vương phi hai người cứ từ từ mà hưởng thụ chúng ta sẽ không quấy dày như hữu đạo thở dài rồi nói với thương thục thanh quận chúa chúng ta đi thôi thương thục thanh hơi kinh ngạc cứ như vậy bỏ ca ca ở lại một mình nếu như xuất hiện tình hình nguy cấp gì thì sao nghiêu hữu đạo lại ra hiệu tiếp thương thục thanh hơi do dự cuối cùng thì cũng thật sự là rời khỏi nghiêu hữu đạo lại xua tay với những người khác tản ra tản hết đi người ta đang động phòng chúng ta ở ngoài làm cái gì chứ ý chính là vẫn muốn bảo với bạch diêu sau đó còn có văn tâm và văn lệ cũng không cần hai người ở lại đều tản đi dưới lời khuyên của hắn thì mọi người cũng dần dần rời khỏi nơi này, viên phương hơi rụt cổ lại, lặng lẽ đi theo phía sau nghiêu hữu đạo, ánh mắt hơi chấp động. Khi thấy mọi người đều đi hết thì Bạch Diêu mới nói với vào trong, Nhược Nam, ta nói lại lần nữa, đừng quá đáng quá. Phượng Nhược Nam, Bạch Thúc, Thúc yên tâm đi, nếu như chuyện này mà ta còn không điều khiển được thì làm sao có thể lãnh binh chiến đấu chứ? Bạch Diêu lắc đầu rồi thở dài, bay lên trên trời rồi hạ xuống nóc nhà phía đối diện, ôm kiếm đứng thẳng dưới ánh trăng sáng ngời. Một lát sau, từ trong căn phòng truyền ra những tiếng đùng đùng, có vẻ như lại đánh nhau tiếp, thế nhưng tiếng đánh nhau lần này lại rất ngắn, kết thúc rất nhanh. Bạch Siêu nhìn chằm chằm vào đó một lát, chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng động nào nữa thì lại thở dài, nhà đầu này thật sự là không nghe lời mà. Đạo gia, ca ca của ta sẽ không gặp chuyện gì chứ. Nghiêu Hữu đạo leo lên một tòa nhà ba tầng, cánh tay dựa vào lan can nhìn lên trên bầu trời đầy sao, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh cũng đi theo hắn, bởi vì lo lắng cho ca ca của mình nên thương thục thanh hỏi luôn. Nghiêu hữu đạo khá vui vẻ mà đáp, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Thương thục thanh yên lặng, nàng đang rất lo lắng thế mà người này lại còn có tâm trạng nói đùa nữa, thế nhưng người này cũng rất tài hoa nha, thật sự là xuất khẩu thành thơ. Lam Nhược Đình thở dài, đạo ra, hiện tại không phải lúc để nói đùa. Thái độ của Phượng Nhược Nam rất rõ ràng, có lẽ vương gia sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm thì sao? Nghiêu hữu đạo cười nói, có thể có chuyện gì chứ? Nàng ta dám giết vương gia nữa à? Cùng lắm thì vương gia chỉ chịu đau một trận mà thôi. Lúc đầu, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh còn tưởng hắn ta biết rõ làm cách nào để giải quyết chuyện này thì mới dám đuổi mọi người rời khỏi, hóa ra là nghĩ như này sao? Lam Nhược Đình không thể không nhắc nhở, đạo gia, trận đòn này cũng có thể nhẹ có thể nặng, nhớ đâu Phượng Nhược Nam đánh vương gia thành tàn tật thì sao đây? Không có việc gì, Nghiêu hữu đạo cũng không quay đầu lại, lắc đầu nói, Lam tiên sinh, ngài vẫn nên suy nghĩ xem khi tới huyện Thương mô thì làm cái gì để đứng vững tại đó đi. Khi không hỏi được thêm cái gì thì hai người khá thất vọng, cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này. Như Hữu đạo đứng ở trên tầng nhìn xuống dưới, thấy hai người này vẫn đi về hướng phòng tân hôn thì lắc đầu không nhìn nữa, hắn đưa ánh mắt về phía bóng tối nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đau, ai có đau. Khi trở lại khu nhà của mình thì viên phương hỏi thăm tất cả chúng tăng, đám người kia thì lại không biết người này muốn đau để làm gì có người rút một con dao găm ra mà hỏi, chủ trì, cái này có được không? Ánh mắt phiên phương sáng lên, gật đầu liên tục, được, được. Hắn ta ngồi gần ánh nến, chỉ chỉ vào bộ dâu bạc trắng của mình rồi nói, giúp ta chút, cạo sạch đám này đi. Chân trời vừa xuất hiện những tia nắng đầu tiên thì một tiếng hét sắc bén đã phá vỡ không khí yên tĩnh của buổi sáng, vô sỉ hạ lưu. chương 93, chuyện này có điểm kỳ lạ một. Tiếng hét đó sắc bén tới mức có thể xuyên qua giấy cửa sổ, đó chính là tiếng hét của Phượng Nhược Nam. Những tu sĩ ở xung quanh quay đầu lại nhìn, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh vẫn luôn ở cạnh đó thì giật mình tỉnh táo lại. Bạch Diêu đang hưởng thụ tia sáng đầu tiên cũng giật mình, lắc mình tiến tới trước cửa phòng tân hôn. Ông còn chưa kịp hỏi thì những tiếng đánh nhau lại xuất hiện từ trong phòng, Bạch Diêu nhíu mày lại, cả đêm không đánh nhau còn tưởng rằng đã yên tĩnh lại, tại sao vừa sáng đã đánh nhau tiếp rồi. Tiếng hét sắc bén của Phượng Nhược Nam chưa kịp đâm rách giấy cửa sổ thì một bóng người đã phá vỡ cửa sổ bay ra ngoài, những vụn gỗ cũng văng tung tóe ra khắp nơi. Thương Chiêu Tông đâm vỡ cửa sổ, rơi xuống mặt đất, hắn ta bị Phượng Nhược Nam đá bay ra ngoài. Cả người hắn ta chỉ có mỗi một mảnh vải che, thân trên để trần, đôi chân cũng không đi giày, vội vàng bỏ dậy. Dầm, cửa phòng bị một người đạp bay, Phượng Nhược Nam vọt ra ngoài, chân không kịp đi hài, tóc tai bù xù như là một người điên, thế nhưng nàng vẫn tốt hơn Thương Chiêu Tông, chỉ ít thì trên người nàng vẫn mặc một bộ áo đỏ của tân nương, chỉ là cổ áo còn chưa kịp đóng, một mảng trắng bóc phía dưới cổ vẫn lộ ra ngoài. Nhược Nam, thế nào? Bạch Siêu vội vàng ngăn nàng lại rồi hỏi. Phượng Nhược Nam không giải thích, cũng không kịp giải thích, đưa tay tóm rút thanh kiếm từ trên tay ông ra, đuổi theo Thương Chiêu Tông, vừa đuổi vừa hét lớn, ta giết ngươi. Thương Chiêu Tông hoảng hốt, vội vàng bò dậy, chạy thẳng một mạch. Tình hình như nào? Bạch Siêu hơi ngớ người, tân nương rút kiếm đuổi giết tân lang sao? Nghe được tiếng động lớn như vậy, đám người Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình chạy vào trong cũng ngớ người, tại sao Thương Chiêu Tông lại chỉ mặc quần đùi, chạy té khói vậy hả? Càng làm cho Thương Thục Thanh cảm thấy khiếp sợ chính là Phượng Nhược Nam cầm kiếm đuổi giết như điên ở phía sau, chỉ khoác cái áo rồi đuổi giết. Một đôi chân trắng nõn còn thỉnh thoảng ẩn hiện dưới chiếc áo, bên trong hình như không mặc quần, cổ áo chưa đóng vẫn còn phơi phới. Thương Thục Thanh thật sự khó có thể tin được đối với nàng thì chỉ cần cánh tay của mình lộ ra ngoài thôi cũng đã khá mất mặt rồi, một người phụ nữ có thể mặc như vậy chạy ra ngoài sao? Nàng không thể nào tưởng tượng ra được, nếu cha mẹ còn sống thấy được con dâu như này có bị điên hay không nữa, có lẽ phụ vương sẽ ra lệnh loạn tiễn xử quyết luôn chứ. Lam Nhược Đình cũng há hốc mồm kinh ngạc, những hành vi của Phượng Nhược Nam đã làm trái hoàn toàn với quan niệm về đạo đức của người phụ nữ trong lòng ông ta, ông thật sự không thể tưởng tượng được người nhà Phượng ra lại có thể dạy con gái của mình như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Thương Chiêu Tông vừa chạy vừa quay đầu lại, đấu tay không đã không đánh lại người ta, hiện tại người ta lại cầm thêm vũ khí thì càng không cần nói, chạy vẫn là thượng sách. Cầu tặc vô sỉ, đứng lại, lưu mạng lại đây. Phượng Nhược Nam vừa đuổi vừa hét lên, chúng tu sĩ vây xem ở trên nóc nhà, khi thấy cảnh này thì chỉ có thể im lặng. Sau khi lấy lại tinh thần thì Bạch Diêu lắc mình, lướt nhanh tới rồi đập xuống. Nghe thấy tiếng gió truyền tới, Phượng Nhược Nam quay đầu lại vẩy kiếm trong tay, nàng không quan tâm là ai cả. Vỏ kiếm trong tay Bạch Diêu đưa ra, đập chúng thanh kiếm vừa bổ tới, đưa tay ra đè xuống bả vai của Phượng Nhược Nam làm cho nàng ta phải đứng yên không nhúc nhích được, rồi nói, Nhược Nam, đừng làm loạn. Rồi ông thuận tay cướp lại thanh kiếm trong tay của Phượng Nhược Nam. Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Phượng Nhược Nam dẫy dụa một cách điên cuồng, đôi mắt đỏ lên, nước mắt trực rơi ra ngoài, nhìn chầm chầm vào thương chiêu tông. Bạch Diêu nhíu mày, "Nhược Nam, thế nào?" Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ." Khi thấy nàng không chịu nói thì Bạch Diêu cũng có thể đoán được chút, có lẽ là diễn ra chuyện mà nàng không muốn xảy ra, ông cảm thấy giờ khóc giờ cười, đã gả cho người ta rồi thì chuyện này xảy ra là chuyện bình thường mà thôi, tại sao lại muốn giết người ta chứ? Ở bất cứ nơi nào trong thiên hạ này đều không thể nào nói nổi. Thế nhưng ông lại cảm thấy khá kỳ lạ, khi tối hôm qua đánh nhau chúng ta khuyên như thế nào thì ngươi cũng đều không cho thương chiêu tông động vào người cơ mà nếu như ngươi không tình nguyện thì người ta có thể làm gì ngươi sao chẳng lẽ sau đó ngủ say quá nên bị thế nhưng cũng không tới nỗi này chứ nàng đã không muốn nói thì ông cũng không thích hợp hỏi chuyện gì đã xảy ra ông quay đầu lại ra hiệu cho văn tâm và văn lệ cứ để phượng nhược nam như thế này thì còn ra thể thống gì nữa ông dùng lực ép phượng nhược nam trở lại phòng thương chiêu tông vào tới tận cổng khi được lam nhược đình Thương Thục Thanh và mấy tên hộ vệ bảo vệ thì mới thở phào một hơi, lần đầu tiên trong đời xấu hổ như vậy đó. Khi thấy Phượng Nhược Nam bị tóm lại thì Lam Nhược Đình mới quay đầu lại, thấy hình tượng của Thương Chiêu Tông quá nhếch nhác thì sai thân vệ cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người Thương Chiêu Tông, một thân vệ khác thì cởi giày của mình ra, tạm thời cho Thương Chiêu Tông mượn đi nhờ. Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh cũng nhanh chóng đưa Thương Chiêu Tông về lại khu nhà của mình ở bên khác. Khi còn trên đường, Lam Nhược Đình thử hỏi một câu, vương ra, mọi chuyện làm tốt chứ rất rõ ràng ông nhìn ra cái gì đó rồi khi nói tới việc này thì thương chiêu tông cũng khá khó xử chỉ gật gật đầu xem như chấp nhận thế nhưng còn có muội muội ở cạnh nên hắn ta không tiện nói thêm cái gì dù sao thì muội muội vẫn chưa gả ra ngoài đâu khi thấy hắn ta gật đầu thì mặt của thương thục thanh đã đỏ lên thế nhưng cũng khá kinh ngạc rõ ràng là phượng nhược nam không nguyện ý tại sao ca ca vẫn có thể làm được đây khi trở lại khu nhà của mình thì lam nhược đình để thương chiêu tông về phòng thay quần áo trước rồi có chuyện gì nói sau thương chiêu tông ho nhẹ nói tiên sinh có thể đi vào rồi lam nhược đình vô thức nhìn thương thục thanh nghe giọng nói của vương ra thì lại muốn né tránh thương thục thanh cũng không biết có chuyện gì mà cần né tránh nữa thế nhưng vẫn gật đầu rồi đi vào khi thấy cửa đóng lại thì thương thục thanh cũng cảm thấy ca ca của mình muốn tránh mình nên chủ động ra ngoài thương chiêu tông tìm được áo của mình rồi chậm rãi mặc vào lông mày nhíu chặt lại rõ ràng là có tâm sự, Lam Nhược Đình yên lặng chờ ở cạnh bên. Sau khi mặc xong thì thương chiêu tông chống tay lên bàn, hơi cúi đầu rồi mới nói với giọng buồn buồn, tiên sinh, chuyện này có điểm kỳ lạ. Lam Nhược Đình chậm rãi đi tới cạnh hắn ta, hỏi là sao? Thương chiêu tông, thật sự thì đêm hôm qua ta đã bị Phượng Nhược Nam khống chế, sau đó ta thấy lực cánh tay của nàng giảm dần, lúc đầu ta còn tưởng nàng dần dần mỏi mệt nên tránh thoát, sau đó đánh nàng ta một trận, sau đó... Xảy ra chuyện kia, sau khi làm xong chuyện đó ta còn tưởng rằng nàng cũng đã chịu nhận vận mệnh của mình. Thế nhưng khi nãy, sức lực của nàng có vẻ như lại hồi phục, bắt đầu mắng ta, nói rằng ta hạ độc nàng. Tình huống sau đó thì ngươi cũng đã biết, hạ độc? Lam Nhược Đình hơi khó hiểu hỏi lại, ngài khẳng định sao? Thương Chiêu Tông suy nghĩ chút rồi nói, tối hôm qua, trong lúc nóng giận thì ta cũng không để ý lắm, hiện tại suy nghĩ kỹ lại tình huống tối qua của nàng thì đúng là có điểm không bình thường, lúc đầu còn mạnh mẽ như rồng hổ, về sau về sau lại nằm yên không động đậy, đúng là kỳ lạ, có vẻ nàng nói là thật sự. Hắn ta chậm rãi quay đầu lại, hỏi, là do chúng ta làm sao? Chương bốn chuyện này có điểm kỳ lạ hai. Lam Nhược Đình vội vàng xua tay, sắc mặt nghiêm túc, chúng ta làm sao có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, hơn nữa tất cả đồ ăn thức uống ở đây đều do phủ thái thú sai người sắp đặt, chúng ta còn lo lắng bọn họ có hạ độc hay không đây. Những đồ trong phòng tân hôn đều do họ sắp xếp, chúng ta không động tới chút nào nên không thể là do chúng ta làm thương chiêu tông cười khổ thế nhưng cũng không tới mức là do phủ thái thú làm chuyện này chứ đúng vậy nếu như chuyện này là thật thì ai sẽ làm được chuyện này đây khi nói tới đây thì lam nhược đình dừng lại ánh mắt chấp động giống như nghĩ tới điều gì đó sắc mặt xuất hiện sự nghi ngờ ông liên tưởng tới những hành vi đêm qua của ngưu hữu đạo khi tất cả mọi người đều lo lắng cho thương chiêu tông thì hắn lại đuổi tất cả mọi người đi như không có chuyện gì vậy ông vẫn còn đang kinh ngạc rõ ràng là phượng nhược nam đang trả thù tại sao nghiêu hữu đạo lại có thể chắc chắn thương chiêu tông không sao đây hiện tại nghe được lời nói của thương chiêu tông thì ông mới hiểu được chắc chỉ còn có người kia thương chiêu tông đứng dậy hỏi lại ai lam nhược đình thở dài dẫn mối cho vương ra rồi thúc giục chuyện phòng the của vương ra ngoài người kia ra thì ta thật sự không nghĩ tới còn có ai có thể làm chuyện này nữa thương chiêu tông ngạc nhiên hỏi lại tiên sinh nói là nghiêu hữu đạo sao Lam Nhược Đình nói, khi xem xét tới những biểu hiện của hắn đêm qua thì 8, 9 phần 10 chuyện này là do hắn làm. Thương Chiêu Tông hỏi lại, tiên sinh vừa nãy còn bảo tất cả mọi đồ trong phòng tân hôn đều không phải chúng ta xử lý sao? Tại sao hắn lại có cơ hội ra tay? Hơn nữa, những đồ trong phòng đó ta đều ăn qua, tại sao chỉ có Phượng Nhược Nam có việc mà ta lại không sao? Lam Nhược Đình thở dài, làm sao làm được thì ta cũng không biết, rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, tóm lại là hắn cũng không phải đi đường bình thường, những hành động của đạo gia có mang theo tà khí từ những hành động lúc trước tìm phượng vương phi vay tiền mua lễ vật thì cũng có thể biết được người này là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào cũng không giống người trong chính đạo thế nhưng người này thật sự là có thủ đoạn tầm mắt và kiến thức đều vượt qua người khác một bậc có thể làm được việc mà người khác không thể làm được ta vẫn luôn không nghĩ tới cái thôn kia tại sao có thể nuôi ra được người như này cũng không giống là học được ở thượng thanh tông hơn nữa hắn luôn bị thượng thanh tông giam lỏng mà ai cũng không biết đông quách tiên sinh thu đồ để kiểu gì nữa chúng ta có người này cũng không biết là tốt hay xấu thế nhưng từ trước mắt mà xem cũng không phải là chuyện gì xấu người này vẫn luôn giúp chúng ta khuôn mặt của thương chiêu tông rất khó nhìn có vẻ như sắp khóc vậy chuyện này là sao đây như vậy thì về sau ta làm gì có mặt mũi mà nhìn người khác sau khi giao lưu một phen thì hắn ta ở một mình trong phòng còn lam nhược đình thì ra ngoài lam nhược đình ra ngoài tìm tới thương thục thanh rồi mời nàng tới một bên nói chuyện ca ta không sao chứ thương thục thanh hỏi một câu lam nhược đình lắc đầu muốn nói lại thôi có vẻ như không biết nên nói chuyện này hay không thấy vậy thương thục thanh nói có chuyện gì tiên sinh hãy nói thẳng giữa chúng ta không cần khó xử như vậy lam nhược đình hơi trầm ngâm rồi nói ta có một câu muốn nhắc nhở quận chúa nếu như không có việc gì thì đừng nên ở một mình với nghiêu hữu đạo thương thục thanh khá kinh ngạc mà hỏi tại sao tiên sinh lại nói điều này Lam Nhược Đình suy nghĩ rồi vẫn nhắc nhở, chuyện động phòng ngày hôm qua có điều kỳ lạ, có vẻ như Phượng Nhược Nam bị Ngưu Hữu Đạo hạ độc, nếu không thì Vương gia không thể hoàn thành chuyện phải làm được. "A!" À, thương Thục Thanh hét lên, rồi vội vàng cầm khăn lụa che miệng lại, nói nhỏ, làm sao có thể cơ chứ? Lam Nhược Đình, thật sự là có chuyện như vậy, hôm nay Vương gia mới nghĩ tới. Ông nói lại lời của Thương Chiêu Tông một lần, Thương Thục Thanh hơi suy nghĩ, cũng liên tưởng tới những hành động của Ngưu Hữu Đạo đêm qua cũng hiểu được ý của Lam Nhược Đình, rõ ràng là ông lo lắng nàng cũng chịu thiệt như Phượng Nhược Nam nên than thở, tiên sinh quá lo lắng rồi, chưa nói tới việc này có phải là do hắn làm hay không, chỉ nói tới việc khuôn mặt hiện tại của ta cũng không thể nào có chuyện đó. Lam Nhược Đình, ta chỉ muốn nhắc nhở quận chúa chút, người này quá tà dị. Sau đó ông chắp tay lại, quay người rời khỏi đây. Thương Thục Thanh đưa mắt nhìn, yên lặng một lúc lâu. Trong khu nhà dành cho chúng tăng của chùa Nam Sơn, viên cương lại tới đây, Viên Phương lại cúi đầu cười nịnh nọt, cũng đã chuẩn bị lại bị ăn đòn rồi. Thế nhưng Viên Cương lại không vội đánh y mà khá kinh ngạc nhìn lại người này, lão hòa thượng này lại cạo sạch tròm dâu của mình, thật sự là trẻ đi nhiều, suýt chút nữa thì mình cũng không nhận ra được. Trong phòng tân hôn rất bừa bộn, Phượng Nhược Nam ngồi trên giường mà khóc lóc, thật sự thì không còn nơi nào để ngồi nữa cả, ghế và bàn trong phòng đều bị đập nát rồi. Cảnh tượng về đêm qua vẫn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu của nàng, từ khi nàng khống chế tới khi bị lật ngược lại, Cả người bất lực, khi nghĩ tới cảnh bị thương chiêu tông chơi đùa thì thật sự quá xấu hổ, nàng thật sự muốn đập đầu mà chết mất. Cũng không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy, gần đây toàn chuyện xui xẻo, thật sự muốn tự tử đi cho rảnh nợ. Văn tâm và văn lệ cẩn thận dọn dẹp căn phòng, không may vẫn đá trúng bầu rượu rơi trên mặt đất làm vang lên những tiếng động lớn, làm hai người giật cả mình. Phượng Nhược Nam quay đầu qua, nhìn chăm chăm vào bầu rượu, sau đó lau nước mắt đi, hỏi bầu rượu này từ đâu tới sở dĩ có câu hỏi này bởi vì dù gì nàng cũng sẽ nghĩ tới điều này chẳng qua là khi nhìn tới bầu rượu thì nghĩ tới nó nhanh hơn mà thôi khi đi vào trong phòng tân hôn thì nàng chưa từng ăn uống cái gì chỉ có uống một chén rượu dao bôi để hoàn thành nghi thức mà thôi đã vậy thì bị lừa như nào chẳng lẽ bầu rượu này có vấn đề sao phan tâm đáp từ trong nhà đưa tới đây phượng nhược nam hỏi tiếp bầu rượu này đã kiểm tra chưa phan tâm nột tỉ tận mắt chứng kiến quản gia sai người kiểm tra tỉ mỉ từng thứ trong này rồi sẽ không có vấn đề gì cả. Phượng Nhược Nam trầm mặc, bởi vì trong nhà lo lắng triều đình sẽ hạ độc thủ với Thương Chiêu tông nên đã kiểm tra rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không để vấn đề xảy ra, theo lý thuyết thì trong nhà sẽ không thể nào ra tay với nàng, như vậy thì vấn đề xuất hiện ở đâu? Nàng hỏi tiếp, trong khi mang bầu rượu này tới đây thì nó có vào tay người nào khác không? Hai người đều lắc đầu, Văn Tâm nói, rượu tiếp khách thì không chắc chắn, thế nhưng rượu mang tới phòng Tân Hôn chính là loại rượu cao cấp nhất khi mang tới thì giao tận tay chúng em cũng không rơi vào tay người nào khác phượng nhược nam trầm giọng thật sự là không có người nào khác chạm qua nữa sao hai người thầm nghĩ chuyện gì đây chẳng lẽ có người hạ độc vào rượu hay sao hai người lại cùng lắc đầu lần nữa như vậy thì chuyện gì xảy ra đây phượng nhược nam thầm nghĩ ánh mắt nhìn vào ngọn nến đứng dậy chậm rãi đi tới đó nàng cũng không dám bước quá nhanh tối hôm qua bị hại cũng không nhẹ vì rằng sáng nay có thể đuổi giết nhanh như vậy là do tức quá nên không để ý mà thôi. Khi nàng đi tới gần ngọn nến thì thấy hai cây nến đã đốt hết, chỉ còn lại sáp thừa mà thôi. Nàng đưa tay ra bóc một khối sáp, đưa lên mũi để ngửi, đang định sai người mang đi kiểm tra thì Văn Lệ lại đột ngột nói thêm, "Tiểu thư, hình như bầu rượu này đã qua tay một người." Phượng Nhược Nam quay đầu lại, Văn Tâm kinh ngạc, "Có sao?" Chương 95, Đậu nành, Văn Lệ, tỷ quên sao? Ngày hôm qua một lão già dâu bạc ngăn chúng ta lại đòi kiểm tra rượu mà. Văn Tâm sững sờ một lát rồi mới nhớ lại, sau đó cũng gật đầu với Phượng Nhược Nam. Phượng Nhược Nam cắn răng mà nói, ở đây làm sao lại có một lão già dâu bạc chứ? Văn Lệ, nô tỳ cũng không biết, lão ta nói rằng lão là hộ vệ của vương gia. Khi biết đó chính là người của Thương Chiêu Tông thì Phượng Nhược Nam vội hỏi, nói nhanh, chuyện gì đã xảy ra? Hôm qua, khi nô tỳ bưng rượu đi tới, Phan lệ thuật lại tình huống ngày hôm qua một lượt rất kỹ càng. Sau khi nghe xong thì Phượng Nhược Nam bước nhanh qua, nhặt bầu rượu dưới đất lên, mở nắp ra người người cũng không ngửi ra cái gì khác lạ rồi lại nhìn vào bên trong, thấy phần lớn rượu đã bị đổ ra ngoài, bên trong chỉ còn lại có một chút. Nàng đẩy bầu rượu tới trước mặt Phan Tâm rồi nói uống hết. Ây, Phan Tâm ngạc nhiên, cũng không biết tại sao Phượng Nhược Nam lại muốn làm gì. Lúc đầu nàng chắc chắn rượu này không có vấn đề gì. Thế nhưng sau khi chứng kiến bộ dáng kỳ dị của Phượng Nhược Nam làm nàng cũng sợ hãi, thế nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ đành nhận lấy rồi uống hết sạch số rượu còn lại có trong bầu rượu, dù sao trong bầu rượu này chỉ còn lại một chút ít. Thời gian sau đó chính là chờ đợi, Phượng Nhược Nam quay trở về trên giường ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như đã bình tĩnh lại. Sau khoảng 15 phút sau, Văn Tâm hô lên một tiếng nhỏ, "Tiểu thư." Phượng Nhược Nam mở mắt ra, chỉ thấy Văn Lệ Lung la lung lay cơ thể mềm lại, ngã xuống mặt đất. Tỷ tỷ, Văn Lệ hô lên, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Văn Tâm. Phượng Nhược Nam cũng chạy nhanh tới xem xét, tứ chi Văn Tâm mềm oặt, đôi mắt nửa mở nửa nhắm giống như ngủ gật vậy. Sau khi xem xét thì nàng cũng hiểu, tình trạng giống hệt với nàng lúc đêm qua, bầu rượu kia thật sự có vấn đề. "Tiểu thư, tỷ tỷ bị sao vậy?" Văn Lệ hỏi với vẻ lo lắng. Phượng Nhược Nam phất tay, rồi bảo nàng ta đỡ Văn Tâm lên giường, mình cũng tới giúp đỡ sau khi xong việc thì phượng nhược nam mới nói với văn lệ yên tâm đi nàng cũng không có việc gì ta hỏi em tên lão già dâu trắng kia là gì văn lệ lắc đầu nô tỉ không biết phượng nhược nam nếu gặp lại lão già đó thì em có thể nhận ra không văn lệ gật gật đầu có thể nhận ra phượng nhược nam nghiến răng nghiến lợi chửi thề liên tục sau đó giống như nghĩ thông cái gì đó bắt đầu tìm lại quần áo của mình để mặc lúc trước khi đuổi giết thương chiêu tông thì trừ chiếc áo khoác bên ngoài thì nàng vẫn không mặc thêm cái gì, loại chuyện này cũng không phải là người phụ nữ nào cũng dám làm, thật sự là không hổ danh người phụ nữ sống lâu trong đám đàn ông. Phủ thái thú, Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan ngồi trên bàn dài dùng bữa sáng, ở bên có người báo cáo tình huống bên kia của Phượng Nhược Nam. Khi nghe được Phượng Nhược Nam vừa sáng đã đạp bay thương chiêu tông ra khỏi phòng tân hôn, lại còn cầm kiếm đuổi giết tân lang thì hai người kinh ngạc tới ngây người, mồ hôi lạnh tuôn ra, lúc trước đã biết con gái mình hung ác lại thật sự không nghĩ tới hung ác tới mức này phượng lăng ba phất phất tay ra hiệu người hầu lùi về sau cười khổ rồi lắc đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình bành ngọc lan thì lại rất lo lắng rút mất hai chiếc đũa trên tay ông tối hôm qua đánh một trận vừa sáng lại đã rút kiếm đuổi giết chuyện đã xảy ra tới mức này rồi mà ông vẫn còn có tâm trạng ăn sáng hay sao phượng lăng ba đáp nếu không thì bà muốn thế nào chuyện của hai vợ chồng nó thì do chúng nó tự mình giải quyết chứ hai người chúng ta lo lắng làm gì không ăn để chết đói sao hơn nữa tình huống cũng rất rõ ràng thương chiêu tông không phải đối thủ của con gái bà đánh cũng không thắng con gái bà lại không thua thiệt kẻ bị đánh là thương chiêu tông bà còn lo lắng cái gì chứ bành ngọc lan trợn mắt lên ông nói như vậy là sao hả cũng không thể để chuyện này như vậy mãi chứ phượng lăng ba thở dài đáng nhẽ ta không nên cho nó luyện võ cũng may người cưới nó là thương chiêu tông chứ nếu mà là người bình thường thì chắc chắn không ngăn cản được nó, chỉ sợ ngay đêm động phòng thì đã bị con gái bà đánh chết rồi, như vậy mới là trò cười cho thiên hạ. Bành Ngọc Lan cũng buồn buồn, hiện tại nói cái này thì được cái gì chứ, ông suy nghĩ chút đi, về sau thương chiêu tông có thể đối xử tốt với nó mới là lạ. Phượng Lăng bà bình tĩnh mà nói, bà cho rằng không đánh thì hai đứa có thể tốt với nhau sao. Mục đích của thương chiêu tông khi cưới nhược nam là gì thì bà cũng đã rõ, bà yên tâm đi, chỉ cần nó còn phụ thuộc vào phượng gia thì nó vẫn không dám đối xử tệ bạc với con gái của bà, chúng ta vẫn còn sống đây, nó còn có thể làm cái gì được. Tình hình hiện tại của hai đứa nó như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu, tới khi nào chuyện này giải quyết xong xuôi thì bà hãy dạy con gái cách sống chung như thế nào cũng không muộn. Mặt trời vừa mọc, trước bồn hoa, nhiều hữu đạo hơi cúi người quan sát cẩn thận một đóa hoa, là một đóa mà hắn chưa từng gặp bao giờ, sau đó hắn còn hái một bông xuống để xem xét cụ thể, Ui, một cái bao rơi xuống dưới chân của hắn, trong bao có chứa cái gì đó, như hữu đạo quay đầu lại nhìn, rồi hỏi viên cương đang đứng trước mặt thứ gì vậy. Viên cương, tự ngài xem đi, như hữu đạo đá đá vào đó, cảm nhận được là một đống nào đó có kích thước nhỏ, cũng không biết là gì, hắn tiện tay cài hoa trên tay, sau đó cúi người xuống tháo dây bao, mở ra nhìn. Ở bên trong có một nửa túi hạt màu vàng, sau khi nâng lên thì hắn khá ngạc nhiên, đậu nành sao. Lúc đầu hắn còn tưởng là đồ gì quý giá lắm, làm cho viên cương tự tay đưa tới đây, hóa ra là cái này. Viên cương, thứ này có vẻ là không được trồng nhiều ở đây, trong thôn nhỏ ta chưa bao giờ thấy, cũng chưa nghe nói qua thứ này. Cái túi này ta thấy được ở trong đám thức ăn mà phủ thái thú đưa tới đây. Sau khi hỏi thăm đầu bếp thì biết, bởi vì sản lượng của đậu nành không cao cho nên rất ít người trồng, người bình thường cũng không thể ăn được cái này. Như Hữu đạo nghi ngờ hỏi lại, người cũng đừng nói với ta là người muốn trồng rộng rãi cái thứ này nhé, hay là ngươi muốn cho người trong thôn trồng cái này? Nếu như vậy thì ta khuyên ngươi hãy từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, ngươi vừa rồi nói là sản lượng của cái này không cao, mà trong thời loạn lạc như này thì ăn no mới là điều quan trọng nhất, thứ có sản lượng thấp thì không ai muốn trồng cả. Viên cương, ta đã hỏi đầu bếp, hắn chưa nghe món nào tên là đậu hũ cả, ngài hãy làm chút đi. Viên cương chỉ biết chế biến các món ăn từ đậu hũ thôi chứ hắn ta không biết cách biến đậu nành thành đậu hũ. Mặc dù hắn ta có nghe qua về cách làm nhưng chưa thử qua bao giờ, thế nhưng hắn ta lại biết đạo gia biết cách làm, bởi vì đạo gia luôn hứng thú với những thứ truyền thống, đạo gia biết khá nhiều kỹ thuật truyền thống. Không có đậu hũ sao? Nghiêu hữu đạo khá ngạc nhiên, nhìn lại túi đậu nành trong tay, hơi lắc đầu. Khi được viên cương khơi gợi lên thì hắn cũng thấy hơi nhớ mùi vị của món đó, cũng hiểu được tâm trạng của viên cương, hắn gật gật đầu rồi nói, hôm nào có thời gian thì nói sau, ngày mai sẽ phải hành động, hiện tại không có thời gian làm. Khi hai người nói chuyện thì Thương Thục Thanh đi tới, sau khi được Lam Nhược Đình nhắc nhở thì nàng vội chạy tới nơi này. Khi ở nơi xa thấy hai người nói chuyện về cái túi trong tay, cũng không biết đang nói cái gì, khi tới gần thì mới biết đó là đậu nành. mươi 96, từ biệt một như hữu đạo cười nói, quận chúa nhàn nhã như vậy thì xem ra vương gia cũng không xảy ra chuyện gì rồi. Thương Thục Thanh, chuyện hạ độc là do ngươi làm đúng không? Xem ra đối phương đã biết, như hữu đạo cũng biết, chuyện lần này mình làm khá rõ ràng rồi thế nhưng vẫn lắc đầu không phải ta làm việc này hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận thương thục thanh tại sao đạo gia không hỏi là chuyện gì đã phủ nhận rồi ta cần hỏi nữa sao đầu tiên chính là việc này không phải do ta làm tiếp theo kể cả việc này là do ta làm nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn về viên cương hỏi ta làm sai sao viên cương biết hắn hỏi cũng không phải là việc hạ độc mà là vì sao phải hạ độc nên lắc đầu nói không sai Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Thương Thục Thanh, như vậy, quận chúa cho rằng ta làm sai sao? Chỉ cần Thương Thục Thanh nói rằng hắn làm sai thì hắn càng vui vẻ, nói nhiều làm gì phí lời, về sau đi trên đường thì hắn sẽ tìm cơ hội thích hợp sẽ mang theo viên cương rồi bỏ chạy, ngay cả lời từ biệt cũng sẽ không để lại. Hiện tại, những điều hắn đã làm cũng không phải là bởi vì hai huynh muội thương chiêu tông, hai người này cũng không đáng để hắn bán mạng mình, tại sao phải giúp đỡ hai người này chứ? Bởi vì cái thứ gọi là tài nguyên tu luyện hư vô kia sao? Nói đùa, hắn cũng mặc kệ quốc gia này là do ai nắm quyền, càng không quan tâm tới đấu tranh trong nội bộ hoàng tộc, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều không bán mạng cho người khác. Hắn ở lại giúp đỡ chỉ bởi vì việc mà hắn sai viên cương đi làm, kết quả là viên cương lại phải chịu trách nhiệm từ trái tim của hắn ta, hắn đương nhiên sẽ không đẩy lỗi này sang người khác. Làm người hai đời, hai đời làm huynh đệ phải có nghĩa khí. Hắn không muốn huynh đệ của mình phải cảm thấy nợ người khác mà cắn rứt lương tâm cả đời, hắn ở lại giúp đỡ đó chính là bù đắp cho huynh đệ của mình. Đã giúp hai huynh muội này mở đường, cũng làm con đường trở nên bằng phẳng, dựng luôn cả cầu rồi, về mặt giá trị thì những điều này đã có thể bù đắp hoàn toàn cho Viên Cương rồi. Nếu như đối phương cảm thấy sự giúp đỡ của hắn là sai lầm thì hắn cũng phải hỏi lại Viên Cương, những điều cần làm chúng ta cũng đã làm, người ta lại không cảm ơn, vậy chúng ta còn cần ở lại không? Khúc mắc của Viên Cương đã giải rồi thì đương nhiên là hắn sẽ mang Viên Cương rời khỏi nơi nguy hiểm này. Hắn biết trên người Viên Cương có một khúc mắc nào đó, đó chính là ký hiệu trong thời gian khi hắn ta ở quân đội mà lưu lại, là một thời gian và thân phận luôn làm Viên Cương kiêu ngạo. Mặc dù loại khúc mắc này lộ ra vẻ quá cổ hủ, thế nhưng hắn lại không cho rằng chuyện này là chuyện xấu, mà cho rằng chuyện này là vật quý nhất trên người Viên Cương, cũng hy vọng Viên Cương bảo vệ tốt phần tình cảm đó, không hy vọng bởi vì Viên Cương đi theo mình mà thay đổi, suy thoái hắn làm rất nhiều việc trái lương tâm nên dần dần cũng không quan tâm những điều này thế nhưng hắn lại không muốn thấy viên cương biến thành người như hắn cho nên hắn sẽ cố hết sức mà bảo vệ nó nói trắng ra là hắn không có ý định thần phục với huynh muội này hai người muốn lấy lòng hắn cũng không đơn giản như vậy thương thục thanh muốn nói lại thôi nàng rất muốn nói như vậy là sai thế nhưng nàng là một người mẫn cảm nhận ra được trong lời nói của nghiêu hữu đạo có thâm ý nàng hơi do dự thế nhưng nghiêu hữu đạo lại bức ép nàng hỏi lại lần nữa, quận chúa cho rằng ta đã làm sai sao? Đối mặt hắn, cuối cùng thương thục thanh cũng thỏa hiệp, đạo gia không sai, ngài chỉ muốn tốt cho huynh muội ta mà thôi. Như hiểu đạo im lặng, hắn còn đang hy vọng thương thục thanh kiến quyết hơn rồi sau đó mọi người đều không nợ nhau, ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn liền mang viên cương rời đi nơi này. Hắn cảm giác được, hai huynh đệ mình là bị cô gái này kéo lại, khi ở chùa Nam Sơn thì hai người họ bị cô gái này giữ lại. Cảm giác như hai người họ là sắt thép cứng rắn nhưng khi gặp cô gái này lại biến thành mềm, cứng không cứng được, mềm lại cũng không mềm nổi. Thật sự là nữ nhân phiền phức hơn nam nhân mà, Nghiêu Hữu đạo thở dài, nếu như vậy, còn cần hỏi nữa sao? Thương Thục thanh than nhẹ, nói theo hướng khác, Phượng Nhược Nam đã biết mình bị người hạ độc, như vậy thì về sau ca ca của ta phải ở chung với tỷ ấy như thế nào? Nghiêu Hữu đạo nghe xong thì khá vui vẻ, lấy bông hoa ở trên tay xuống, hít một hơi nhẹ, quận chúa đừng lo lắng nhiều như vậy chỉ cần mục đích cuối cùng không lệch lạc là được. Còn về việc sống chung của vương gia thì nếu là phúc chính vương gia được hưởng, nếu là họa thì chính vương gia phải chịu, tại sao chúng ta phải quan tâm nhiều chứ? Trên đời này làm gì có chuyện nào là mười phân vẹn mười, đời người chắc chắn sẽ có lúc lên voi xuống chó, người nói có đúng không? Đương nhiên là hắn không cho rằng thương chiêu tông bị vợ mình đánh có gì không ổn, cơ bản là người bị đánh không phải là mình. Thương Thục Thanh khá yên lặng, chuyện này là do ngươi làm, bây giờ lại chẳng quan tâm chút nào, cũng quá vô sỉ đi. người này thật sự là không chịu trách nhiệm chút nào, chỉ quản giết chứ không quản chôn mà. nàng giờ khóc giờ cười nói, đạo ra, nếu việc này truyền ra ngoài thì ca ca của ta làm gì còn mặt mũi mà nhìn người chứ? như hữu đạo hỏi lại, người của chúng ta sẽ tuyên dương việc này sao? thương thục thanh lắc đầu, đương nhiên là không. như hữu đạo khoanh tay lại, như vậy thì phượng gia sẽ tuyên dương chuyện này sau khi biết sao? phượng nhược nam lại rất cứng rắn, người yên tâm đi. Việc này sẽ chỉ làm nàng ta nghĩ cách trả thù chứ tuyệt đối sẽ không tuyên dương ra ngoài. Chúng ta không nói, Phượng gia cũng không nói, ngay cả Phượng Nhược Nam cũng không dám nói chuyện này ra ngoài, như vậy thì còn lo lắng gì nữa? Ngay cả khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì chuyện vợ chồng nhà người ta, hai người muốn chơi như thế nào cũng được, liên quan chó gì tới người khác? Phương gia lại hạ thêm cho nàng ta vài liều nữa thì ông trời cũng sẽ không quan tâm, quận chúa có cần lo lắng như vậy hay không? Thương Thục thanh thở dài, cũng phát hiện mình thật sự nhàm chán, chuyện trong mắt mình là rất nghiêm trọng, thế nhưng trong mắt người ta lại nhẹ như lông hồng. Nàng phát hiện mình nói thêm cái gì cũng vô ích, người ta thích làm thì làm, không quan tâm tới cách nhìn của người khác. Không nói cái này nữa, ánh mắt của thương thục thanh chuyển tới túi đậu nành kia, đạo ra, hai người đang định làm gì với túi đậu nành này sao? Ha ha, viên cương thèm ăn nên bảo ta làm vài món cho hắn. Nghiêu hữu đạo chỉ chỉ viên cương rồi lại chỉ vào đậu nành, hôm nào đó ta sẽ làm ra món mới, còn mời quận chúa tới thưởng thức. Đậu nành còn có thể làm cách nào khác nữa sao? Trưng, hay nấu, hay là hầm, hay lại là nướng, thương thuộc thanh suy nghĩ một lát vẫn không hiểu ra sao, chỉ có thể gật gật đầu, được rồi. Như vậy là ta có lộc ăn, hôm đó sẽ thưởng thức tay nghề của đạo gia. Đảm bảo quận chúa sẽ hài lòng. Như hữu đạo rất vui vẻ mà đồng ý rồi quay đầu nói với viên cương, nếu sau này muốn ăn ngon thì mắt phải sáng lên, chú ý thu thập thêm gia vị đi. Hắn cũng đã ở đây vài năm rồi, cũng phát hiện nền ẩm thực ở đây quá đơn giản, cũng có quan hệ với cách nấu ăn đơn giản của nơi này. Viên cương gật gật đầu, nhắc tới ăn thì cũng đã tới bữa sáng, hai huynh muội thương chiêu tông, Lam Nhược Đình, Nhiều Hữu Đạo và Viên cương đều ăn cùng một chỗ. chương 97, từ biệt 2, sau khi gặp mặt thì mọi người đều ngồi xuống, Nhiều Hữu Đạo trêu chọc thương chiêu tông, vương ra, tại sao mặt của ngài lại sưng húp thế kia. Lúc đầu, hắn và Phượng Nhược Nam còn phải qua phượng phủ chào phụ mẫu, thế nhưng sau khi bị đánh như thế này thì ngại ra ngoài, nên thông báo rằng cơ thể không khỏe để không tới. Phượng gia cũng rất thông cảm, thông báo lại rằng để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thương chiêu tông liếc xéo qua, làm sao mà đạo gia đã biết còn cố hỏi. Như hiểu đạo vui vẻ đáp, hình như ta cảm thấy thiếu thiếu nha, tại sao vương phi không dùng bữa với chúng ta. Ngoài sắc mặt phiên cương vẫn không đổi, còn sắc mặt của thương chiêu tông hơi khó chịu thì những người khác khá buồn cười. Khi nơi này đang ăn, một tên thân vệ chạy từ bên ngoài vào mời lam nhược đình ra ngoài một lát một lát sau lam nhược đình trở về nói với nghiêu hữu đạo đạo gia viên phương tìm thân vệ rồi hỏi mượn một bộ quần áo quần áo nghiêu hữu đạo cắn bánh mì trong tay rồi ngẩng đầu lên hỏi tại sao lam nhược đình nói hắn nói rằng đã bị viên huynh đệ đánh liên tục quần áo của hắn cũng đã rách hết nên mượn một bộ quần áo mặc đỡ nghiêu hữu đạo cũng không quan tâm lắm chỉ một bộ quần áo mà thôi cho hắn một bộ đi Lam Nhược Đình cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, hắn cố ý nói vậy để cho Ngưu Hữu Đạo biết, không nên để cho con gấu kia thực hiện được ý đồ của mình mà thôi. Vương ra, vì sao khi dùng bữa lại không gọi thiếp thân? Tiếng nói của Phượng Nhược Nam truyền tới từ bên ngoài, người cũng đã xuất hiện ở ngoài cửa, hai mắt xuất hiện sát khí. Đám người trong sảnh lần lượt đứng lên, thương thục thanh thì chào chị dâu. Mấy người Lam Nhược Đình cũng chào, Vương Phi. Phượng Nhược Nam không quan tâm tới mấy người này, đi tới trước mặt thương chiêu tông, nhìn chằm chằm vào hắn ta chiều cao vượt lên cả thương chiêu tông hai tay nắm chặt làm người ta cảm thấy nàng chuẩn bị đập cho thương chiêu tông một trận vậy thương chiêu tông cực kỳ đề phòng muốn làm mình không được yếu thế đã tới thì cùng ăn với mọi người đi chỉ nói vậy mà thôi đã ăn rồi phượng nhược nam nhìn xung quanh rồi nói thiếp thân đi dạo khắp nơi nhìn chút vương gia không có ý kiến gì chứ thương chiêu tông tùy ý đi phượng nhược nam không khách khí gì cả mang theo văn lệ đi khắp nơi quan sát sau đó lại đi ra ngoài chỉ một lát sau lại có thân vệ đi vào bẩm báo vương phi đi khắp mọi nơi hình như đang tìm cái gì đó đêm đó phượng nhược nam liên tục sai người gọi thương chiêu tông về phòng nghỉ ngơi thế nhưng thương chiêu tông lại lấy cớ chết sống cũng không chịu trở lại tiễn đưa ngàn dặm thì cuối cùng cũng phải từ biệt bên ngoài quận quảng nghĩa ngoài trạm nghỉ chân cách tòa thành vài giặc nước mắt của bành ngọc lan rơi xuống vẫy tay đưa tiễn con gái phượng lăng ba yên lặng nhìn đội quân rời đi trên khuôn mặt xuất hiện sự điều hưu trong thời loạn lạc Phượng Nhược Nam cưới trên một con ngựa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phụ mẫu bên cạnh đình nghỉ chân, nhìn lại tòa thành quen thuộc kia mà cảm thấy buồn đau. Tòa thành kia, nàng đã ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa lần nào cảm giác buồn bã như lần này, mặc kệ nàng có nguyện ý kết hôn hay không, nhưng lần này rời khỏi đây thì nàng cũng đã cảm thấy có điều không giống nhau, nàng đã lập gia đình. Thông ra cũng chỉ là thủ đoạn, hai bên đều hiểu còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, trước mặt việc lớn thì chuyện tình nhi nữ chỉ có thể dừng lại sau khi kết hôn thì cũng không có quá nhiều lễ nghi, hai người chỉ ở lại nghỉ ngơi một ngày thì Thương Chiêu Tông đã dẫn huynh đệ và tân phu nhân rời khỏi. Từ Kinh Thành đi tới tận đây, đội hình càng lớn hơn nhiều lúc trước, hơn 500 thiết kỵ, là thân binh của Phượng Nhược Nam. Toàn bộ quận Quảng Nghĩa có khoảng 10 vạn tinh binh, trong đó thì thiết kỵ chiếm 5 ngàn, mà lúc này Phượng Lăng Ba cho Phượng Nhược Nam 500 kỵ binh và 4 ngàn bộ binh. Tất cả số quân đội này ở mặt ngoài chính là giao cho Thương Chiêu Tông, thế nhưng ai cũng biết rằng đội quân này bị phượng nhược nam khống chế không có quân lệnh của phượng nhược nam thì thương chiêu tông không thể nào điều khiển được mặc dù số lượng binh mã đưa cho thương chiêu tông không nhiều nhưng ý nghĩa lại rất lớn trong đội ngũ này có con gái và con rể của phượng lăng ba quân đội cũng của phượng lăng ba kẻ nào dám tấn công kể cả thân vệ của thương chiêu tông thì đã có khoảng gần ngàn thiết kỵ bốn ngàn bộ binh cũng không đi theo họ bởi vì hành quân mà mang theo bộ binh thì tốc độ sẽ rất chậm con thứ hai của phượng lăng ba Phượng Nhược Tiết đang chấn thủ phía tây của quận Quảng Nghĩa, cũng đã nhận được quân lệnh, khi nhóm người của Thương Chiêu Tông đi qua nơi này thì Phượng Nhược Tiết sẽ chuyển 4.000 bộ binh cho họ mang tới quận Thanh Sơn, rồi bên khác sẽ chuyển 4.000 bộ binh cho Phượng Nhược Tiết. Phượng Lăng Ba cũng đã gửi thư cho quận Thanh Sơn, yêu cầu bên kia cho đi, bên mình cũng không có ác ý, dùng cớ là hộ tống con gái và con rể, còn khi tới huyện Thương Lư họ có rút lui hay không thì còn chờ thương lượng. Với cái cớ này thì quận Thanh Sơn cũng đành chịu, lực lượng của phượng lăng ba rất mạnh mẽ quận thanh sơn cũng không dám ngăn cản mà bên triều đình lại hạ chỉ thay đổi chủ ý không cho thương chiêu tông tới huyện thương lư nữa ra lệnh cho thương chiêu tông hồi kinh sẽ có công việc khác mãnh hổ đã ra khỏi lồng giam giao long vào biển muốn nhốt lại cũng không phải là việc đơn giản người tuyên chỉ sẽ phải tốn khá nhiều thời gian bởi vì phải đi đường vòng mà lại tới quận quảng nghĩa thì lại biến mất không thấy tung tích ý chỉ sẽ không tới được tay thương chiêu tông trong thời gian ngắn coi như tới được tay của thương chiêu tông thì cũng sẽ không được thừa nhận. Chuyện này đương nhiên là do Phượng Lăng Ba xử lý, triều đình càng nóng vội thì Phượng Lăng Ba càng tin tưởng, 10 vạn nha tướng là thật sự. Phượng Lăng Ba càng nghiêm túc hơn, sau khi Thiên Ngọc Môn biết được chuyện này thì càng phái nhiều tu sĩ tới bảo vệ hơn. Thân vệ của Phượng Nhược Nam mới có 500 kỵ binh, tu sĩ lại hơn 30 người, Bạch Diêu cũng rời khỏi phủ thái thú, tự mình dẫn đầu một đám đồng môn tới bảo vệ. Hai người mới cưới mang theo quân đội đi trước, còn lễ vật và quân nhu đều do Phượng Lăng Ba đưa tới sau. Sau khi cách xa quận thành, Phượng Nhược Nam trở nên bình tĩnh hơn, nói với Văn Lệ và Văn Tâm, tìm lão giả dâu bạc kia ra cho ta, khi tìm được thì cũng đừng vạch trần ngay tại đó. Trước đó trong khu vườn ở quận thành cũng không tìm thấy lão đầu dâu bạc kia, tìm được rồi nàng ta tạm thời cũng sẽ không ra tay. Trong lòng Phượng Nhược Nam hiểu rõ, tuy nàng ta bị sỉ nhục vì chuyện đó nhưng trong mắt thế nhân thì chuyện vợ chồng viên phòng không thể nào bình thường hơn được nữa ngươi không phối hợp ngược lại ngươi không đúng sẽ không ai ra mặt giúp nàng ta phụ mẫu cũng sẽ ngăn cản nàng ta làm loạn ra đến bên ngoài thì khác tay cầm binh quyền tất cả đều do nàng ta khống chế nên xử trí như thế nào chỉ cần nàng ta nói là được không tìm được lão đầu dâu bạc kia trong vườn phượng nhược nam đoán người đã trốn đi nên cũng không lên tiếng sợ đánh rắn động cổ đợi đi đợi lúc nhân mã rời quận thành dù sao lão ra hỏa kia cũng nên lộ diện rồi chứ hành vi của văn lệ và văn tâm rõ ràng không đúng thường đi qua đi lại trong đoàn người chậm rãi xem xét nghiêu hữu đạo chủ ý thấy thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một lúc lâu sau mới hỏi viên cương song hành bên cạnh lão hùng chạy đi đâu rồi viên cương nói mặt đen đằng sau hàng thứ hai nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đen ăn mặc theo cách thân vệ đi lẫn trong đám thân vệ không có viên cương nhắc nhở hắn thật sự không thể nhận ra được là yêu gấu kia không khỏi lại quay đầu sang hỏi viên cương, trên mặt lão ta bôi cái gì vậy? chương 98, hạc giữa bầy gà. Viên cương đáp, lão ta nói bị ta đả thương, phối ít thuốc để bôi. Nhưng thật ra chính là tương dùng để làm gia vị của phòng bếp, tới gần là có thể ngửi được mùi tương. Như hữu đạo nghe xong vui vẻ nói, ý thức nguy hiểm của lão già này mạnh thật, nhưng lại thiếu phóng khoáng một chút, có cái gì không dám nhận chứ. Viên cương ngoài miệng không lên tiếng, trong lòng cũng hiểu, cũng coi như đã quen yêu gấu kia có vẻ trung hậu thực ra rất gian xảo đã sớm ý thức được nguy hiểm cạo dâu riêng nói là ưng thuận hoành nguyện của nam sơn tự không vui không để dâu mượn quần áo thân vệ nói là quần áo của lão bị rách không có quần áo bôi tương lên mặt nói là bị đánh bôi thuốc muốn tránh bị phượng nhược nam tính sổ lại muốn dùng diện mạo trung hậu thành thực lừa gạt bên này nếu không phải được đạo gia nhắc nhở hắn ta luôn âm thầm chú ý quan sát thì chắc cũng bị yêu quái này gạt rồi còn về yêu gấu này vì sao lại thể hiện diện mạo trung hậu thành thật cho bên này chỉ cần nghĩ là có thể đoán ra, có lẽ muốn tê liệt sự cảnh giác của bên này, tìm cơ hội bỏ trốn. Viên Cương chờ xem, xem thử yêu gấu này còn có thể chơi ra trò gì nữa, xem thử lão ta làm thế nào để mang 20 tên hòa thượng cùng chạy trốn. Nói đến điểm này, thực ra tới giờ Viên Cương không hề phản cảm đối với Viên Phương mà còn có chút thích thú. Lúc trước hắn ta đã thử thăm dò, cho Viên Phương cơ hội bỏ trốn nhưng giữ đám hòa thượng Nam Sơn từ kia không thả. Kết quả Viên Phương không thừa cơ hội chạy trốn một mình sau khi ra ngoài mua đồ thì lại ngoan ngoãn trở về. Về sau, viên cường cũng ý thức được những hòa thượng kia vì sao ở Nam Sơn tự rõ ràng có thể bỏ lại viên phương nhưng không làm vậy, một mực theo viên phương mạo hiểm. Hắn ta biết viên phương không phải người tốt lành gì nhưng thực sự vẫn có chỗ đáng khen. Người trong giang hồ đúng nghĩa đều biết, dù hoặc vô số sinh sinh tử tử cần nương tựa, đối mặt minh thương ám tiễn lương tựa huynh đệ, không có gì vô giá hơn hai chữ nghĩa khí, bởi vậy trên giang hồ có câu chuyện xưa, nghĩa khí thiên thu, cho nên trong lòng hắn ta công nhận lời của đạo gia yêu gấu này ngoại trừ nhân sinh quan giá trị quan có chút vấn đề nội tình không tệ lắm là một nhân tài có thể bồi đắp có thể dẫn dắt đi cùng đám người thương triều tông dĩ nhiên cũng chú ý đến dị thường bên phượng nhược nam có điều không rõ là đang tìm cái gì ầm ầm trên trời một tiếng sấm rền trời không được đẹp lúc vừa rời khỏi quận thành mặt trời còn trói trang chưa đi được nửa ngày đã bị mây đen bao phủ sau đó là tiếng sấm rền những giọt mưa lớn bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng dày đặc, một trận mưa rào kéo đến. Đội ngũ kỵ hành lập tức tăng tốc, phi nước đại trong mưa chạy tới dịch trạm kế tiếp, vì đồ quân nhu không tùy hành, các loại lều vải đều chưa mang tới, có điều dịch trạm dọc đường đều đã có chuẩn bị. Viên phương trong mưa to lúc đầu còn có thể thi pháp chống cự, không cho những hạt mưa đến sát người, nhưng kiên trì chưa được bao lâu, dưới cơn mưa liên miên không dứt, pháp lực không thể nào chịu nổi cơn mưa bất tuyệt này, bất đắc dĩ chịu tẩy lễ của lão thiên gia mắt thấy đã sắp đến dịch trạm, nó đã nằm ngay trước mắt. Mưa to đến nhanh đi cũng nhanh, đảo mắt mây đen đã rời đi, trôi về nơi khá. Viên phương trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam trong vắt, tự lẩm bẩm một tiếng, Phật tổ ơi. Dịch trạm quận Quảng Nghĩa Triều Đình đã không còn phát huy tác dụng mà đã thuộc về quyền sử dụng của Phượng Lăng Ba. Dịch trạm đã nhận được khoái báo của dịch trạm trước, biết nhóm Phượng Nhược Nam sắp đến đây, thấy mưa to rơi xuống, toàn thể người trong dịch trạm lập tức xuất động, dựng lều vải bên ngoài dịch trạm nơi này cũng biết dưới tình huống bình thường nhóm phượng nhược nam hẳn sẽ không ngừng lại ở đây lần này mưa thì cũng chưa biết chừng có điều còn chưa dựng được mấy lều vải trời đã quang rồi sở dĩ phải dựng lều vải là vì không gian có hạt không chứa được hơn nghìn nhân mã những nhân vật quan trọng như phượng nhược nam có phòng để ở quân tốt bên dưới không thể nào vào ở hết được phượng nhược nam sắp tới dù người trong dịch trạm bình thường lười nhác thì lúc này cũng không dám qua loa làm không khéo có khi sẽ phải rơi đầu thấy tạnh mưa, dịch trưởng lập tức dặn dò người bên dưới nấu canh gừng. Mặc dù đã là mùa xuân ấm áp nhưng mưa xuân rơi ướt vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, lại thêm ngồi trên lưng ngựa đón gió. Quả nhiên, dịch trưởng vừa mới dặn dò chưa bao lâu, tiếng bước chân rầm dập truyền đến, một nhóm nhân mã lớn từ xa đến gần, tiếng hí của tuấn mã bắt đầu liên tục bên ngoài, đội ngũ kỵ hành đã giảm tốc độ đứng bên ngoài, mười mấy kỵ binh dẫn đầu xông vào kiểm tra. Phượng Nhược Nam không mặc chiến giáp, một thân nữ trang, trang phục bị ướt đẫm dính sát vào người, cho dù cơ thể nàng ta cường tráng nhưng vẫn không thiếu những đường cong uyển chuyển nữ tính, mặc dù uyển chuyển cỡ lớn nhưng vẫn rất đáng chú ý. Văn Tâm đã dùng áo choàng trùm lại cho nàng ta. Phượng Nhược Nam cũng không vội vã tiến vào dịch trạm, là một tướng lĩnh ưu tú, phản ứng đầu tiên của nàng ta là xem xét sau cơn mưa to ập đến có ảnh hưởng gì đến nhân mã dưới trướng không. Vừa xoay tòa kỹ lại, Phượng Nhược Nam liền không kìm được hít hít nàng ta ngửi thấy một mùi hôi thối ánh mắt liền tìm kiếm trong đám người lúc đi đường có gió thổi không cảm giác được giờ dừng lại không ít người đều ngửi thấy mùi này lần lượt ánh mắt của những người ngửi được đều dần tập trung về phía viên phương trong lòng viên phương khóc thầm tương bôi lên ra lúc khô thì không có gì bị mưa tạt như vậy lập tức dậy mùi màu đen trên mặt toàn bộ đều chảy xuống quần áo dưới cổ hình tượng đặc biệt này thật sự quá trói mắt quả thực là hạc giữa bầy gà muốn không bị người khác chú ý tới cũng khó Chính bản thân lão ta cũng nghĩ mình thông minh quá bị thông minh hại, không bồi tương chưa hẳn người ta đã chú ý tới. Mặc dù viên phương biết chuyện này chỉ có thể giấu giếm nhất thời, không thể gạt được một thế, sớm muộn muốn bị bắt nhưng lão ta chỉ nghĩ cách để cố gắng chỉ hoãn hậu quả kia, nói không chừng có thể sớm tìm ra cơ hội mang theo chúng tăng thoát thân, sau đó chờ người bị hại hết cơn giận thì sẽ không truy cứu nữa. Điều duy nhất lão tiếc núi là trước khi làm việc này cân nhắc không chu toàn, nhìn thấy thương chiều tông động phòng bị đánh, lão ta mới ý thức được phiền phức của mình vương phi này quá mạnh mẽ vương gia cũng không hàng phục được vương phi động phòng dám đánh vương gia ngẫm lại vẫn còn thấy sợ thực ra cái này cũng không thể trách lão ta cân nhắc không chu toàn lão bị ép lôi đến đây từ nam sơn tự tình hình thế nào cũng không biết không thể nào đưa ra phán đoán chính xác bằng không lúc ấy khi hành sự đã không để lộ khuôn mặt thật rồi ánh mắt phượng nhược nam nhìn chằm chằm lão ta một lúc quay đầu lại hỏi nói là lão già đó sao sau khi văn tâm văn lệ quan sát tỉ mỉ xong cũng không dám xác nhận không chỉ là vì vấn đề dâu riêng và vì lúc đó lão đầu dâu bạc mặt mũi sưng vù thật sự sau khi xảy ra chuyện viên phương lập tức cạo dâu lại trốn vào trong phòng tranh thủ thời gian thi pháp vận công cố gắng lưu thông máu ứ khiến cho mặt cũ đổi sắc mới đôi mắt hơi giống văn tâm văn lệ thầm thì nói không dám chắc chắn bọn thương triều tông thấy hơi kỳ quái kỳ quái phượng nhược nam nhìn chằm chằm viên phương làm cái gì có điều viên phương cố gắng cạo dâu rồi tình huống sau khi bị dầm mưa cũng làm cho bọn hắn sinh nghi, đang làm cái quỷ gì vậy. Viên cương biết chuyện nên mặt không đổi sắc, như hiểu đạo thì nhếch môi vui vẻ, còn cố ý lớn tiếng kêu một câu, lão hùng, bộ dâu trắng của ngươi sao lại cạo vậy. Toàn thân bị nhuộm đen là như thế nào? chương 99, nhất định phải ở lại. Một, lời này vừa nói ra, đôi mắt nhìn chằm chằm viên phương của Phượng Nhược Nam đột nhiên co rút, khóe miệng nở nụ cười lạnh viên phương nghe vậy suýt chút nữa té xỉu suýt nữa thì từ trên lưng ngựa cắm đầu xuống đất trong lòng gào thét đạo ra đừng có hại người vậy chứ khóe miệng viên cương co giật hơi hiểu tâm trạng của viên phương phượng nhược nam cũng không biểu hiện gì kiểm tra sơ nhân mã tùy hành như thường lệ lúc này mới nhảy xuống ngựa tiến vào dịch trạm xung quanh dịch trạm dựng vài lều vải vẫn còn chưa hoàn thành trong không khí dậy lên mùi canh gừng khiến tâm trạng phượng nhược nam hơi thư giãn nàng ta biết rõ dịch trạm ở xa thành quách này không lớn không có bao nhiêu nhân thủ, đối mặt với tình huống đột nhiên phát sinh này có thể chuẩn bị được canh gừng tương đối không dễ dàng, tất cả những việc trước mắt đã chứng minh sự dụng tâm của dịch trạm. Là một tướng lĩnh thống quân, nàng ta biết rõ tầm quan trọng của quân tình thông suốt, một dịch trạm vận hành tốt cũng là một mắt xích rất quan trọng. Nhìn dịch trưởng đến bái kiến trước mặt, Phượng Nhược Nam lạnh nhạt nói, thông báo huyện lệnh bản địa, người này là thừa dịch lại. Thừa dịch lại, quan lại dịch trạm cảnh nội quản lý cả một huyện, một câu này của nàng ta đã thay đổi vận mệnh dịch trưởng này dịch trường thực ra không được coi là quan, thừa dịch lại mới coi như chính thức bước chân vào cánh cửa quan. Dịch trường vui mừng, Phượng Nhược Nam không khách sáo bước chân đi thẳng vào trong. Cả đám người lần lượt tiến vào gian phòng trong dịch trạm thay quần áo. Nữ nhân dĩ nhiên được ưu tiên, quân tốt bên dưới thì thay phiên thay trong lều vải. Như hữu đạo chú ý thấy, dù trải qua một trận mưa lớn, Bạch Siêu cầm đầu mấy người trên người vẫn khô giáo, không thấy dấu vết ướt mưa, còn hắn thì cả người ướt đẫm. Đạo gia, viên phương ở bên ngoài gọi nghiêu hữu đạo đang muốn tiến vào dịch chạm lại mời sang một bên nói chuyện nghiêu hữu đạo phẩy tay trước mũi biết mà còn hỏi sao trên người ngươi có mùi nồng thế viên phương liên tục chắp tay cầu khẩn nói đạo ra ngài tha cho chúng ta đi nếu không cái mạng nhỏ này của ta e là khó giữ được nghiêu hữu đạo mặt mày kinh ngạc nói đang yên lành sao lại nói vậy viên phương nhìn viên cương đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm bên này bèn thấp giọng nói một lượt chuyện viên cương bắt lão làm cuối cùng sầu mi khổ kiểm nói nếu còn không đi e là vương phi sẽ giết ta mất như hữu đạo à một tiếng còn tưởng là chuyện gì việc này ấy à việc này là ta bảo viên cương phân phó ngươi làm đấy Ây, viên phương sững sờ nhìn chằm chằm hắn kỳ thật lão ta sớm đã nghi ngờ bây giờ đối phương thẳng thắn nói ra như vậy thẳng thắn đến mức đây giống như chuyện đương nhiên khiến lão ta cảm thấy hơi khó tin nhớ lại ban nãy chính vị này cố ý làm lão ta bại lộ trước mặt mọi người không khỏi cúi đầu ai ván, đạo gia cớ gì hại ta. Nam Sơn tự giúp Tống Diễn Thanh là do ta ở tình thế bất đắc dĩ. Lão ta còn tưởng rằng người ta còn ghi hận chuyện Nam Sơn tự, ngoại trừ chút chuyện này, hình như mình với vị này không thủ oán gì. Nhiều hữu đạo vỗ vỗ vai lão ta, người suy nghĩ nhiều rồi, không phải hại ngươi, là đang giúp ngươi. Viên Phương ngạc nhiên ngẩng đầu, giúp ta, thân sắc trên mặt rõ ràng đang nói là gài ta đấy à. Tay vỗ xuống cảm thấy hơi dinh dính, như hữu đạo thu tay lại ngửi một cái, mùi tương rất đậm, lại tiện tay xoa xoa lên chỗ quần áo còn sạch sẽ của viên phương, nói kiểu giấu đầu lòi đuôi này của ngươi cũng không phải cách. Lúc đó ngươi không chỉ lộ mặt mà còn lộ cả cái đầu chọc. Giờ nàng ta đang mất mặt không thể giống chống khua chiêng điều tra, một khi làm thật ngươi có thể trốn được sao. Cho nên, đêm dài lắm mộng, còn không bằng giải quyết cho nhanh gọn. Chỉ e là chết nhanh gọn ấy. Trong lòng viên phương thầm nhủ, ngoài miệng tiếp tục khẩn cầu, đạo ra, xin ngài thương xót, thả chúng ta đi có được không ta quay về nam sơn tự sẽ lập bài vị trường sinh cho ngài trước tượng ngồi của phật tổ ngày ngày cầu phúc cho ngài trường sinh có được không nghiêu hữu đạo chống kiếm trên mặt đất nghiêm mặt nói muốn đi cũng được có điều ta cảnh cáo trước bước ra khỏi dịch trạm này chúng ta coi như ân đoạn nghĩa tuyệt muốn quay trở lại cũng không dễ đâu có quỷ mới muốn cùng ngươi có tình có nghĩa bần tăng ước gì cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt viên phương oán thầm không thôi ở đây gần như mỗi ngày đều bị đánh sao có thể nguyện ý ở lại chứ lão ta vội vàng chắp tay trước ngực nói đạo gia nếu có thể thành toàn trước tượng Phật tổ Nam Sơn tự ta thể không nuốt lời nếu không chắc chắn bần tăng sẽ phải xuống địa ngục. Như hữu đạo nhẹ gật đầu thở dài dưa hái xanh không ngọt nếu ngươi đã muốn đi vậy thì cứ đi đi. Như mỗ ở đây chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió bảo trọng. dứt lời quay đầu vẫy tay với viên cương viên cương đi tới như hữu đạo thở dài hầu tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đừng làm khó dễ bọn họ để bọn họ đi thôi người tốt làm đến cùng, tặng họ một con ngựa để họ làm chân. Dứt lời, thuận tay nhấc kiếm, quay người rời đi, gọn gàng linh hoạt. Viên cương ngơ ngẩn, thả lão ta đi, còn tặng ngựa, thật hay giả đấy. Hắn ta hơi không tin đây là quyết định của đạo gia. Có điều hắn ta biết nếu đạo gia đã nói vậy chắc chắn là có cái lý của hắn, liền dạ rồi nói với viên phương, không tiến. Viên phương cảm kích vạn phần chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai. Bài vị trường sinh trước mặt Phật tổ tất không quên viên ra. Bài vị trường sinh, viên cương chẳng thèm tin mấy lời quỷ này của lão ta. Lão yêu quái này không trù cho hắn ta chết đi là may lắm rồi. Hắn ta không thèm để ý đến mấy lời khách sáo dối trá này, quay người bước nhanh chân đi theo nghiêu hữu đạo. Tiến vào trong phòng của trạm dịch, hỏi đám thân vệ của thương triều tông gian phòng lưu lại cho bọn hắn thay quần áo rồi đi vào thay y phục. Nghiêu hữu đạo không thay quần áo, chỉ chống kiếm trên đất, nhắm mắt vận công, trên thân dần dần toát ra sương mù, sương mù dần dần dày lên. Viên cương ở bên vừa thay quần áo vừa hỏi, "Đạo gia, thật sự thả cho yêu gấu kia rời đi à?" Thực ra hắn ta hơi tiếc, cảm thấy lão yêu quái kia rất thích hợp đi cùng một đường với họ, mặc kệ là lăn lộn ở đâu, bên cạnh có nhiều sự giúp đỡ hơn một chút dù sao cũng không phải chuyện xấu, huống chi thu yêu gấu chẳng khác nào thu được chúng tăng nam sơn tự, bên cạnh có thêm bao nhiêu là chân chạy việc chứ. Nưu Hữu Đạo đang nhắm mắt lạnh nhạt nói, "Rời đi." lão ta có thể chạy đi đâu thuyền của ta muốn lên thì lên muốn đi thì đi sao người có tin đợi lát nữa lão sẽ đến khóc lóc kêu gào xin lưu lại không viên cương đang thay quần sửng sốt sao có thể chứ vừa nghĩ một chút hắn ta liền bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra vì sao trước đó đạo gia cố ý làm viên phương bại lộ miệng nhếch lên biểu thị ý cười quả nhiên quần áo trên người nghiêu hữu đạo vừa hong khô bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc giọng nói yếu ớt không còn sức của viên phương cũng vang lên bên ngoài đạo gia, viên gia, ta có thể đi vào không? Viên cương đi tới mở cửa, nhìn thấy viên phương gật đầu cúi người nở nụ cười nịnh nọt, rất không khách khí nói, muốn đi thì đi đi, không cần rông dài, cút. Cạch, cửa lại đóng, suýt chút nữa là đụng vào mặt viên phương. Nghiêu hiểu đạo ở trong phòng mỉm cười, đẩy cửa sổ ra nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, chật chật nói cơn mưa này ấy, đến nhanh đi cũng nhanh, thay đổi thất thường. Hắn vừa nói xong, Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cộng thêm giọng nói yếu ớt của viên phương, đạo gia, viên gia. chương 100, nhất định phải ở lại. Hai, viên cương thu y phục ướt liền quay đầu sang hét, cút, kết một tiếng cửa mở, viên phương chẳng những không cút mà còn mặt dày mở cửa chui vào. Viên cương quăng quần áo ướt trên tay xuống, siết chặt tay đi tới, ra vẻ muốn đánh người. Viên phương thối lui đến bên tường, liên tục khoát tay nói, viên gia khoan động thủ đã trước hết nghe ta một lời, viên gia, viên gia hầu tử, cái tính nôn nóng này của ngươi tới khi nào mới thay đổi được đây? Mặc dù là ân đoạn nghĩa tuyệt, đường lên trời mỗi người đi một bên, nghe mấy lời không uổng phí câu chuyện, cứ nghe người ta nói cho hết lời cũng không muộn mà. Như hữu đạo nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa lưng vào trong phòng lãnh đạm nói. Nắm đấm của viên cương đã lơ lửng trên không liền buông xuống, nói có chuyện gì mau nói đi, có dám gì mau đánh đi. Viên phương hai tay ôm đầu ngồi xổm trong góc tường như được đại xá, đứng lên liên tục nói cảm tạ, đạo gia quả nhiên là đại nhân đại lượng. Nghiêu hữu đạo nhìn ngoài cửa sổ hỏi, người không phải vội vã rời đi à, sao lại chạy về đây làm gì? Biểu hiện trên mặt viên phương rất đặc sắc, lão ta muốn rời đi, lúc triệu tập chúng tăng chuẩn bị rời khỏi hàng rào dịch chạp, bên ngoài có rất nhiều quân tốt dò xét, chợt phát hiện tình hình không đúng, nếu đã bị vương phi kia để mắt tới, giờ đi thì có thể chạy đi đâu. Dưới trướng vương phi kia có không ít cao thủ, đáng sợ hơn bên nghiêu hữu đạo này nhiều, bị người ta để mắt tới còn muốn chạy trốn khỏi địa bàn quận Quảng Nghĩa của người ta sao? Hơi nghĩ một chút lập tức hiểu ra vì sao Phượng Nhược Nam tạm thời không động thủ, bởi vì lão ta đang đứng bên Nhiêu Hữu Đạo, thuộc về người của Thương Triều Tông, cứng rắn động thủ với lão ta hai bên tất nhiên sẽ phải nảy sinh xung đột, nếu thoát khỏi che chở của bên này, ra ngoài không có ai giúp, không cần nghĩ cũng biết hậu quả gì, giờ mà đi quả thực là muốn chết. Còn muốn mỗi người dắt một con ngựa đi, động tĩnh lớn như vậy người ta không phát hiện được mới là lạ đi bộ đi chúng tăng nam sơn tự chạy bằng chân chỉ e chưa chạy được bao xa đã bị bắt lại rồi đến tận bây giờ lão ta mới phát hiện nghiêu hữu đạo đưa ngựa hay không cũng chẳng có gì khác biệt ngoài miệng thì hào phóng nhưng lại khiến người ta nuốt không trôi phát hiện bị gạt lão ta hơi nghi ngờ có phải nghiêu hữu đạo cố ý thả bọn họ đi để rũ sạch liên quan với chuyện đêm đó không dù sao với lão ta mà nói không thấy bản thân có ích lợi gì đối với nghiêu hữu đạo cái đó đạo ra tạm thời chúng ta chưa muốn rời đi viên phương gượng cười vừa rồi chết sống muốn đi giờ lại tạm thời không muốn đi tức là sau này vẫn phải đi đúng không lão hùng thế này chẳng thú vị gì cả muốn chơi ta sao nghiêu hữu đạo vẫn đưa lưng lại như cũ không dám không dám viên phương vội vàng khoát tay lách qua viên cương bước nhanh đến bên cạnh nghiêu hữu đạo nói đạo ra ta không có ý đó là thế này nghiêu hữu đạo căn bản không nghe lão giải thích tiễn khách đánh ra khỏi dịch trạm tiện thể bàn giao với bên ngoài một tiếng người này không có bất kỳ liên quan gì đến chúng ta hết, còn dám tự tiện xông vào, giết không tha. Viên Phương hoảng sợ trừng mắt, đạo ra, ối. Viên Cương lóe đến, đấm mạnh một đấm vào bụng để lão ta ngậm miệng, một tay nắm chặt áo kéo ra ngoài. Đạo ra, người không thể thế này, người không thể qua cầu rút ván như vậy. Viên Phương hất tay Viên Cương ra, đọ sức với Viên Cương, không chịu rời đi, miệng vẫn liên tục kêu lên. Trước mắt sức của lão ta thực ra không thua gì Viên Cương ngày thường vì bận tâm sự an toàn của chúng tăng nam sơn tự nên mới không dám đánh trả thôi giờ gấp quá rồi như hữu đạo làm vậy thực sự là đòi mạng bọn họ rồi như hữu đạo bỗng nhiên quay người lại qua cầu rút ván được đừng nói con người ta không nói lý ta cho ngươi thêm một cơ hội để ngươi lựa chọn lần nữa đi hay ở lại viên phương đang đọ sức với cánh tay kéo chặt cổ áo của viên cương sừng sốt một lát cuối cùng yếu ớt nói tạm thời không đi như hữu đạo tạm thời tiếp tục ăn uống chùa một bữa sau đó vỗ mông rời đi. Trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy, đi hay không đi chỉ là một câu nói, ngươi chọn đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thấy lão ta do dự, hắn lập tức nghiêng đầu ra hiệu viên cương. Tiến khách, viên phương lập tức hô, ở, chúng ta ở lại, như hữu đạo phẩy tay xuống, viên cương thả tay ra, như hữu đạo tiến đến gần nói, lão hùng, đây là do tự ngươi lựa chọn. Chính ngươi quyết định muốn ở lại, đường là tự chọn, phải chịu trách nhiệm, xác định sẽ ở lại chứ. Viên phương suýt khóc cúi đầu nói, ở lại, trong lòng nói thầm, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mất, chỉ cần có cơ hội lại bỏ chạy cũng không muộn. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, ngay sau đó cửa bị trực tiếp đẩy ra, văn lệ xuất hiện ở ngoài cửa, đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm viên phương, chỉ lão ta nói, ngươi, đi theo ta một chút, vương phi muốn gặp ngươi. Viên phương lập tức hoảng sợ, nữ nhân kia dám đánh trượng phu trong động phòng đấy lão vội nhìn về phía nghiêu hữu đạo cầu cứu đạo gia nghiêu hữu đạo chống kiếm đứng ở trước mặt lão ta cản lại nói với văn lệ không đi văn lệ sững sờ người này phách lối như vậy mặt trầm xuống nói người nghe rõ đi là vương phi bảo lão tới nghiêu hữu đạo lạnh nhạt nói vương ra nói mọi thứ phải thông qua sự đồng ý của ngài ấy đặc biệt là chuyện bên vương phi hắn mặc kệ cứ dồn hết mọi tội lỗi lên thương triều tông dù sao chỉ cần hắn không muốn Thương Triều Tông cũng sẽ không chỉ huy được hắn, vừa hay đem ra cản đạn, dù sao Phượng Nhược Nam cũng không dám giết Thương Triều Tông, cùng lắm lại đánh cho Thương Triều Tông một trận thôi. Văn Lệ bị chặn nghẹn họng, quay người rời đi, vứt lại một câu ngoan độc các ngươi chờ đấy. Nghiêu Hữu Đạo xoay người lại, nhẹ nhàng thở ra với viên phương nói, không sao, có ta ở đây sẽ không cho nàng ta động tới ngươi. Hôm nay ta nói những lời này rồi, sau này có thịt cùng ăn, có rượu cùng uống, có phúc cùng hưởng, có hỏa cùng chia tạ đạo gia tạ viên gia viên phương liên tục cảm tạ nhưng không coi lời như hữu đạo là thật có điều còn chưa được một lúc một trận bước chân gấp rút truyền đến cạch cửa phòng bị người ta một cước đá ra chính là phượng nhược nam mặt mày sát khí còn có mấy người đi theo sau thấy tình hình này như hữu đạo không khỏi nhíu mày cảm thấy cáo bà đàn ông này đúng là có bệnh chuyện ồn ào động phòng của vợ chồng cứ phải làm to lên mãi không thấy xấu hổ sao sát khí này bừng bừng viên phương sợ nấp sau người nghiêu hữu đạo không dám ló đầu ra vương phi đây là muốn làm gì nghiêu hữu đạo nhàn nhạt hỏi một tiếng phượng nhược nam cất bước vượt qua cánh cửa ngươi nói ta muốn làm gì nghiêu hữu đạo chẳng lẽ muốn giết người mai mối này sao còn dám tự xưng là người mai mối phượng nhược nam nghĩ tới chuyện mượn tiền quả thực là vô cùng nhục nhã lửa giận trong lòng bốc lên lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta không dám giết sợ là không có chuyện gì vương phi không dám làm có điều Vương Phi phải cân nhắc bên Vương ra một chút phải không, tốt xấu gì Vương ra cũng là trượng phu của người. Phượng Nhược Nam đưa tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, lặng lẽ liếc xéo trước hết giết người mai mối, sau đó giết trượng phu, thấy thế nào. Như hữu đạo kinh động như gặp thiên nhân, lời này cũng có thể nói ra miệng. Viên phương phía sau hắn càng hãi hùng khiếp phía, bước chân viên cương chậm rãi xê dịch, chuyển sang vị trí có lợi hơn. chương 101, Cưỡng ép, Phượng Nhược Nam một tay chỉ sang, không muốn chết thì giao người ra. Nghiêu Hữu Đạo lại nhìn bốn người Mai Lan Trúc Cúc xung quanh nàng ta, kiếm trong tay chống trước người, chuyện là vương ra phân phó, cũng là vương ra làm, vương phi hà cớ gì phải tranh chấp với người dưới, có chuyện gì thì đi tìm vương ra đi, nếu không ta không đồng ý. Lời này vừa nói xong lại có tiếng bước chân gấp rút chuyển đến, Phượng Nhược Nam làm ra động tĩnh lớn như vậy, cùng ở trong một dịch trạm, bọn thương Triều Tông không thể không nghe thấy. Chuyện gì xảy ra, thương triều tông hét lên một tiếng kinh ngạc dẫn lam như đình và thương thục thanh tiến vào nghiêu hữu đạo liếc y một cái nhàn nhạt giải thích vương phi không phân tốt xấu muốn dẫn huynh đệ dưới trướng của ta đi nhưng đầu ra hiệu với người sau lưng thương triều tông bỗng nhiên quay người đối mặt phượng nhược nam trầm giọng nói nàng muốn làm gì phượng nhược nam xoẹt một tiếng rút kiếm chỉ bảo hắn giao người ra thương triều tông nổi giận không giao thì sao nghiêu hữu đạo nghe vậy ngược lại có chút tán thưởng thương triều tông trong tình huống này không hề hỏi chuyện gì xảy ra, cứ ra mặt giúp mình trước rồi tính sau. Con người đều cần có một quá trình từ từ tiếp xúc, tìm hiểu, có câu nói này, nhiều hữu đạo xem như cũng không còn phản cảm vị tiểu vương ra này. Người thử không giao ra xem, kiếm trong tay Phượng Nhược Nam chỉ về phía y, cũng nổi giận. Vừa nhìn thấy tên này, cảnh tượng nghĩ đến mà kinh trong đêm động phòng kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt, hạng vô sỉ còn dám cản rỡ với mình. Vương Phi, đừng làm loạn, giọng nói hờ hững của bạch diêu từ bên ngoài truyền tới tụ tập cả ở đây làm gì muốn tự giết lẫn nhau sao ông vừa mở miệng mặc dù còn chưa thấy người nhưng mai lan chúc cúc bốn người lập tức bất an rõ ràng là lời nói có tác dụng hơn so với phượng nhược nam bốn người lần lượt lui ra ngoài chỉ còn văn tâm và văn lệ bồi bên cạnh phượng nhược nam lúc này bạch diêu trước ngực ôm kiếm mới xuất hiện ở cửa một lần nữa gọi vương